dẫn cho anh chị là nếu mà muốn tìm hiểu về thị trường này chúng ta bắt đầu từ đâu và đi từ bước như thế nào. Và đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ không thể tránh khỏi là nếu trong trường hợp mà chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ bị lừa là rất là nhiều, đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà đến với bên em là BT Group thì bên em đã hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng uy tín từ năm 2012 đến giờ, hiện tại là đang được hơn 9 năm, rất là uy tín trên thị trường. Và với đến với công ty bên em thì tất cả các bạn tư vấn đều hỗ trợ cho khách hàng mang tính chất chuẩn theo phương châm là tư vấn có tâm và hỗ trợ chuẩn bằng tầm, nên là cả nhà yên tâm về với tất cả các đội ngũ nhân viên bên em, hoàn toàn là không đa cấp Cảm và ơn hoàn mày. toàn không hỗ trợ cho khách hàng, là dựa trên cái cái nguyên lý cơ bản đấy chính là hỗ trợ cho khách hàng bằng cái tâm để hỗ trợ cho khách hàng làm sao mà khách hàng giao dịch ở trên thị trường này Liên tục nổi là tiếng. yên tâm, không có gặp sự cố, bất cứ sự cố gì trên thị trường. Và nếu trong trường hợp mà anh chị không, nếu anh chị mà không may gặp cái sự cố mà đang gặp sự cố là bị bên khác lừa hay như thế nào, bên em cũng vẫn có thể hỗ trợ và có cái những cái biện pháp mà hỗ trợ cho các anh chị để giải đáp một số các cái vấn đề mà các anh chị đang trong cái vòng luẩn quẩn đấy. Thì ở đây thì đa phần là chắc chắn là sẽ là tất cả khách hàng mới, nên là hôm nay bên em sẽ giảng giải tất cả hoàn toàn là về lĩnh vực thị trường bên tiền tệ, về lĩnh vực vàng, ngoại hối, ngoại tệ, hoàn toàn là mới chứ không phải là dành cho khách hàng mà đã giao dịch tài khoản thật rồi. Bởi vì kiến thức hôm nay nếu mà để mà cho dành cho khách hàng giao dịch thực ra khách hàng giao dịch thật thì họ nghe rồi, họ vào họ nghe có thể là nó sẽ không phải là kiến thức hữu ích của anh chị. Nó sẽ là dành cho các anh chị trong cái buổi tuần sau hoặc tuần sau nữa, bởi vì mỗi một tuần bên em sẽ dẫn một cái chủ đề khác nhau, còn cái buổi ngày hôm nay là dành cho tất cả các khách hàng mới hoàn toàn, tức là các anh chị đang có ý định tìm hiểu hoặc là các anh chị đang giao dịch trên phiên bản demo. Bởi vì ngày hôm nay bên em cũng chỉ hướng dẫn cho anh chị ở cái ngưỡng là đặt lệnh mua, đặt lệnh bán, chốt lời, chốt lỗ như thế nào, sử dụng trên phiên bản điện thoại hay là trên phiên bản máy tính. Như vậy, chỉ kết thúc như vậy thôi và chấm hết, không còn một cái kiến thức gì hơn. Nên là nếu trong trường hợp mà anh chị là một người đã đầu tư rồi thì em nghĩ là buổi Zoom hôm nay sẽ không phù hợp cho anh chị. Còn nếu anh chị là muốn nghe lại, ok, rất sẵn sàng ạ. Và rất mong là trong đây, trong tất cả các anh chị, 44 anh chị ở đây sẽ không có một anh chị nào là của bên đối thủ cạnh tranh không lành mạnh để vào phá đám. Em rất cảm ơn và rất là mong cả nhà cùng chú ý nghe trong cái buổi giảng ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì em sẽ xin giới thiệu với cả nhà đứng chủ chuẩn buổi giảng ngày hôm nay trong chủ Zoom ngày hôm nay. Thì sẽ có mặt ngày hôm nay sẽ là anh Bình. Anh sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người về cái kiến thức về thị trường ngoại hối chung, nói chung. Sau đó là đến một bạn kỹ thuật viên. Bên em không gọi là chuyên gia, bên em sẽ là kỹ thuật viên anh chị nhé. Kỹ thuật viên bạn là Quang. Mr. Quang sẽ hỗ trợ cho tất cả nhà cách đặt lệnh mua, bán, chốt lời, chốt lỗ. Để khi mà anh chị ra ngoài hoặc là đi có vấn đề, đi bận công việc thì đảm bảo là lệnh của anh chị vẫn được khớp và vẫn được bảo vệ vốn rất là an toàn và giúp cho anh chị là quản lý vốn tối đa. Ok, xin chào tất cả các anh chị có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Trước hết để tương tác được chất lượng hơn thì cũng xin xác nhận lại với anh chị là khi tôi nói thì anh chị có nghe rõ không ạ? Nếu mà anh chị nghe rõ thì vui lòng cho tôi một con số 2 đi ạ. Rồi ok, cảm ơn anh chị, tôi đã nhận được các con số 2. Và vừa rồi cũng có một chút sự cố nên là thời gian của chúng ta cũng delay một vài phút. Không sao anh chị, bởi vì trong cuộc sống và đặc biệt là trong kinh doanh làm ăn thì chúng ta luôn luôn có những đối thủ cạnh tranh đúng không ạ? Mà khi có các đối thủ thì chứng tỏ là chúng ta đang làm ăn rất là chất lượng và uy tín. Đó cũng là một trong những cái và đó cũng là một trong những cái mà càng thể hiện cho cái chất lượng của BT Group chúng ta đúng không ạ? Và cũng rất là cảm ơn bạn Thủy đã kết nối cho tôi để có thời gian làm việc với anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và buổi tối ngày hôm nay thì cái buổi nói chuyện dành cho anh chị có tên là Bí mật thị trường nghìn tỷ ngoại hối 4.0 và công thức để thành công. Và xin thưa anh chị đó là gì ạ? Bản thân cũng có rất nhiều những anh chị đã từng có thể đã nghe đến thị trường này rồi và có thể là chưa. Nhưng tôi tin chắc một điều là tất cả các anh chị mà ai có mặt ở trong Zoom này thì cũng đều mong muốn là tăng thêm thu nhập cho mình, đều mong muốn là kiếm tiền, đều mong muốn là làm giàu đúng không anh chị?
Vậy thì có rất nhiều các lĩnh vực và có rất nhiều các mô hình bản thân anh chị có thể làm giàu, có thể tạo được thu nhập tốt. Nhưng cái mô hình hôm nay chúng ta trao đổi cũng như là nói chuyện sẽ là mô hình về gì ạ? Về ngoại hối 4.0. Xin thưa anh chị là gì ạ? Là khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện ngoại hối thì có lẽ đây là một cái từ mà khá là xa lạ nhưng cũng khá là gần gũi với chúng ta. Bởi vì tất cả anh chị đã từng ra ngân hàng và đã từng chuyển tiền, thậm chí là đã từng nhận tiền của những người mà đi nước ngoài chuyển về. Thì bất kỳ một ngân hàng nào người ta cũng có một cái phòng gọi là phòng ngoại hối anh chị ạ. Phòng ngoại hối thì họ có cái chức năng đó là mua bán và trao đổi ngoại hối, cả về ngoại hối vật chất lẫn là ngoại hối phi vật chất. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cái câu chuyện là gì ạ? Ngoại hối nó như thế nào? Và xin thưa anh chị là đến với BT Group thì BT Group họ chúng tôi là luôn luôn hình thành một cái gì ạ? Một cái gọi là công thức thành công. Và điều đầu tiên để ngày mai chúng ta đến với cái chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái công thức thành công của BT Group ạ. Xin mời bạn kỹ thuật dịch chuyển giúp cho tôi cái slide ạ. Rồi công thức thành công của BT Group là gì ạ? Làm điều đầu tiên thì rõ ràng là ngày mai chúng ta mong muốn chúng ta làm giàu, chúng ta mong muốn chúng ta kiếm tiền, mong muốn thành đạt. Thì điều đầu tiên chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng tư duy, đúng không anh chị? Bởi vì chúng ta phải có tư duy dám làm đã. Nếu chúng ta mà chỉ nghĩ, chúng ta nhìn người khác thành công và chúng ta không dám làm thì cũng không có kết quả gì. Chúng ta mong muốn nhưng chúng ta không hành động, chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì. Vậy thì đối với BT Group thì ngày nay là gì ạ? Chúng tôi đầu tiên là tư duy. Tư duy ở đây đó là gì ạ? Chúng ta sẽ nắm bắt những cái cơ hội, chúng ta nắm bắt những cái xu thế của thời đại, những cái cách thức mà cả thế giới người ta đang vận hành, người ta đang kiếm tiền, tư duy của những người giàu như thế nào. Từ đó chúng ta đưa về cái mô hình để xây dựng một cái mô hình thành công với BT Group. Thì điều đầu tiên trong cái tư duy để chúng ta xác định đầu tư một cái ngành nghề hay một cái lĩnh vực gì đó, thì xin thưa anh chị, đó chính là đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn, đó là xu thế anh chị ạ. Tôi lấy ví dụ một cái rất đơn giản như thế này ạ. Như chúng ta biết đó là trong cái thời buổi hiện nay và đặc biệt là thời gian này, thì nếu chúng ta có cái sản phẩm nào chúng ta sẽ bán chạy nhất trong thời Covid này? À, có khẩu trang hay là thiết bị y tế. Nhưng một trong những cái sản phẩm mà bán chạy nhất bây giờ, mà quý giá nhất bây giờ, đó chính là vaccine anh chị ạ, vaccine. Và theo thống kê thì là gì ạ? Các công ty Mỹ họ bán vaccine từ năm trước đến năm nay thì họ thu về cái số lượng lợi nhuận là 41 tỷ đô. Vậy thì rõ ràng là điều đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện về xu thế, đúng không anh chị? Vậy thì xu thế trong cái ngành nghề về ngoại hối thì cả thế giới người ta đang dịch chuyển một cái dòng tiền từ những cái hình thức kinh doanh truyền thống sang cái hình thức về kinh doanh ngoại hối. Thì thứ nhất chúng ta nói câu chuyện về xu thế. Lựa chọn xong xu thế thì chúng ta sẽ lựa chọn đến một cái mô hình thành công. Lựa chọn xong mô hình thành công thì chúng ta sẽ lựa chọn đến công cụ giúp cho chúng ta thành công. Và cuối cùng sẽ là gì ạ? Đội nhóm, lựa chọn đội nhóm có thể hỗ trợ chúng ta. Vậy thì trên đây tôi tổng hợp cái công thức thành công của BT Group, đó là điều đầu tiên là bạn phải có tư duy dám làm, sau đó lựa chọn xu thế. Từ xu thế đó chúng ta lựa chọn mô hình thành công. Từ mô hình thành công chúng ta lựa chọn công cụ giúp chúng ta có thành công. Và từ công cụ đó chúng ta quyết định là lựa chọn đội nhóm để hỗ trợ chúng ta có thể thành công được. Và thực ra ngày hôm nay một câu chuyện ngoài lề một chút. Thực ra con đường đi của Vin tính đến thời điểm này họ đang đi theo đúng một cái công thức này anh chị ạ. Như anh chị biết đó là Vin thì hoạt động trong rất nhiều các lĩnh vực. Tôi đang nói đến Vin của Bắc Vượng đấy ạ. Họ hoạt động trong rất nhiều các lĩnh vực. Nhưng rõ ràng là hiện tại họ đã gần hoàn thành một cái nhà máy ở Hòa Lạc về sản xuất vaccine. Vậy thì rõ ràng là họ đi theo đúng công thức, đó là gì ạ? Họ đã phân tích được cái xu thế của thị trường là bây giờ đang cần vaccine. Sau khi phân tích xong xu thế thì họ lựa chọn mô hình thành công. Họ không đi vào nghiên cứu, họ không đi vào đầu tư trong nghiên cứu mà họ đi vào chuyển giao công nghệ, tức là mua luôn công nghệ của Mỹ. Sau khi mô hình thành công đó là mua công nghệ, sau đó người ta lựa chọn công cụ, đó chính là gì?
lựa chọn cái vaccine mà nó có cái khả năng về gì ạ? Về chất lượng và cũng như là hiệu quả cao. Và cuối cùng là đối tác là ai, tức là đội nhóm là ai, thì người ta lựa chọn, Vin lựa chọn đó là sản phẩm của Mỹ. Vậy thì khi đó rõ ràng là khi sản phẩm của Vin họ ra thị trường thì ngay lập tức họ sẽ được đón nhận rất lớn. Vậy thì ngày hôm nay cũng thế, đến với BT Group, đầu tiên là chúng tôi hướng dẫn anh chị cái lựa chọn cái xu thế về ngành nghề, sau đó lựa chọn mô hình về thành công trong nghề này, và cuối cùng là công cụ để chúng ta thành công. Sau đó chúng ta mới nói đến đội nhóm, tức là ai là người sẽ hỗ trợ anh chị thành công trong ngành này. Rồi tiếp theo đi ạ, slide tiếp theo ạ. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói đến cái tư duy. Chắc chắn rồi anh chị, nếu như không có đầu tư thì sẽ không có gì cả. Trong cái kim tứ đồ của Robert Kiyosaki thì ông đã chia ra 4 cái góc phần tư, tức là 4 cái ngành nghề mà chúng ta lựa chọn. Thứ nhất, ngành nghề số 1 đó là làm công ăn lương. Và xin thưa với anh chị đó là làm công ăn lương là bán mồ hôi, bán công sức để lấy tiền. Và khi nào không hết mồ hôi là hết tiền. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid như này thì anh chị biết là tất cả những người lao động tự do thì đều đang phải nhận trợ cấp, đang phải cầu xin trên những cái nhóm thiện nguyện người ta hỗ trợ thức ăn hay là thuốc men. Bởi vì sao ạ? Họ làm công ăn lương thì họ bị phụ thuộc hoàn toàn vào chủ và môi trường. Góc phần tư thứ hai đó là kinh doanh tự do, tức là những người có một chút vốn thì người ta mở ví dụ cửa hàng tạp hóa hay là tiệm tóc hay là tiệm like vân vân. Vậy thì kinh doanh tự do thì Robert Kiyosaki ông có nói là những người kinh doanh tự do được gọi là khổ chủ, có nghĩa là gì ạ? Tự mình phải quản lý từ A đến Z, tự mình phải làm gì ạ? Vừa làm giám đốc này, kiêm bảo vệ này, kiêm luôn kế toán công ty. Và góc phần tư thứ ba là dành cho những người là giàu có trong xã hội, đó chính là gì ạ? Làm chủ doanh nghiệp lớn. Nhưng xin thưa với anh chị là gì ạ? Bình thường thì thuận lợi thì không sao, nhưng trong cái thời kỳ Covid như thế này, càng doanh nghiệp lớn thì càng khó khăn. Và rất nhiều các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thì đang trên bờ phá sản. Thậm chí tôi đọc báo có cái tin là gì ạ? Việt Nam Airlines, tức là cái hãng hàng không quốc gia, là cũng nếu không bị được trợ cấp vốn thì cũng hoàn toàn đứng trên cái bờ vực phá sản. Bởi vì là gì ạ? Là không có nguồn thu nhập. Vậy thì trong ba cái góc phần tư 1, 2, 3 thì đều cho chúng ta thấy là gì ạ? Là thực ra rất nhiều người đang ở trong cái vai trò là đi làm công ăn lương, đi làm thuê, hay là tự kinh doanh, hay là mở doanh nghiệp thì đều có những cái khó khăn nhất định. Và xin thưa với anh chị là gì ạ? Thế giới người ta nhắc đến một cái mô hình nữa, đó là mô hình của những tỷ phú thế giới. Và khi người ta nhắc đến tỷ phú thì người ta nhắc đến gì ạ? Người ta nhắc đến tài sản của các tỷ phú. Và tài sản của các tỷ phú thì người ta lại không nhắc đến gì ạ? Họ không nhắc đến đất hay là bao nhiêu vàng, mà người ta nhắc đến chủ yếu là giá trị cổ phiếu mà các tỷ phú đấy nắm giữ. Vậy thì góc phần tư thứ tư đó chính là đầu tư. Đầu tư ở đây thì chúng ta có những cái sản phẩm gì để đầu tư ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư về bất động sản, chúng ta có thể đầu tư về cổ phiếu, và đặc biệt trong thời kỳ Covid này chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư về chứng khoán hay là ngoại hối. Và theo thống kê thì là gì ạ? Là cái số lượng trong cái thời kỳ Covid, số lượng ở Việt Nam đăng ký về các tài khoản chứng khoán hay là ngoại hối thì đều tăng từng ngày, nó là tăng con cấp số nhân. Điều đó chứng tỏ một điều là gì ạ? Bước vào ngành đầu tư thì thứ nhất là chúng ta không bị phụ thuộc vào thời gian, không bị phụ thuộc vào không gian, không bị ảnh hưởng nhiều với các yếu tố bên ngoài. Đó chính là yếu tố về gì ạ? Về khách quan bên ngoài. Ví dụ như bây giờ đang là yếu tố về môi trường, đó chính là yếu tố về Covid, đúng không ạ? Vậy thì nếu như bây giờ mà giả sử anh chị mà đang đầu tư về chứng khoán, chúng ta chỉ cần ngồi ở trước nhà, ngồi ở nhà trước máy tính, chúng ta thao tác câu lệnh thôi là chúng ta hoàn toàn có thể có được thu nhập cho bản thân mình, đúng không ạ? Vậy thì trong một trong những cái lĩnh vực về đầu tư đó có một cái khái niệm về sản phẩm, đó chính là ngoại hối. Vậy xin thưa với anh chị là gì ạ? Sản phẩm ngoại hối thì thực ra nếu chúng ta nghiên cứu kỹ thì hiện tại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam họ đều đang đầu tư về ngoại hối. Họ đều đang đầu tư về ngoại hối và có những cái thành công rất lớn. Vậy thì trên đây chính là cái tư duy để chúng ta
lựa chọn đó chính là gì ạ? Chúng ta phải xác định là đầu tư thì chúng ta mới có cơ hội để làm giàu, đầu tư chúng ta mới có cơ hội để bắt tiền làm việc cho chúng ta, dùng tiền làm việc cho mình chứ không phải là dùng chân tay để làm việc cho mình nữa anh chị ạ. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang slide tiếp theo, đó chính là gì ạ? Sau khi mà chúng ta có tư duy rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn đến gì ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn đến một cái được gọi là xu thế. Chúng ta sẽ cùng đến cái xu thế. Vậy thì tôi sẽ điểm danh lại ba cái xu thế được gọi là ba cái mốc mà tôi cho là khá là quan trọng đối với một cái xu thế về ngoại hối. Thứ nhất là xu thế trên thế giới ạ. Theo số liệu thống kê năm 2016 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BSI thì trung bình mỗi một ngày khối lượng giao dịch trên các sàn ngoại hối đạt 5.000 tỷ đô la. Và đến bây giờ nó đã sắp xỉ đạt khoảng 6.000 tỷ đô la rồi. Vậy thì xin thưa anh chị là gì ạ? 1 tỷ đô la là bao nhiêu ạ? 1 tỷ đô la là khoảng 23.000 tỷ Việt Nam đồng. Vậy thì khối lượng giao dịch của cái thị trường này đạt 5.000 tỷ đô la trên một ngày. Vậy thì đây là một trong những con số mà lớn nhất trong tất cả các thị trường. Nó lớn đến 20 lần thị trường chứng khoán Mỹ. Và như anh chị biết là thị trường chứng khoán Mỹ là một trong những thị trường về tài chính số 1 thế giới. Nó là gì ạ? Đầu não của các nền tài chính. Nhưng thị trường về ngoại hối, thị trường về Forex nó còn gấp 20 lần thị trường chứng khoán Mỹ. Điều đó cho chúng ta thấy là gì ạ? Một cái dòng chảy cực lớn về tiền tệ liên tục xoay chuyển trong thị trường, đó chính là thị trường về ngoại hối. Vào năm 1992 thì có một chuyên gia, và chuyên gia đó với cái năm 1992 ấy, thì ông ấy ở cái ngưỡng tuổi là 62 tuổi, tên là gì ạ? Là Soro. Thì với chuyên gia này thì khi người ta nhận định đúng thị trường, người ta đã tham gia vào thị trường và người ta đã đem về một cái lợi nhuận vô cùng khủng và làm chấn động toàn bộ cái nền kinh tế thế giới. Tức là người ta đã giao dịch thành công và đem lại cái lợi nhuận đó là 1 tỷ đô la Mỹ trong cái sự giao dịch đó, trong cái lệnh giao dịch đó. Vậy thì như anh chị biết là một ông già ở tuổi 62 họ có khả năng kiếm 1 tỷ đô, tức là 23.000 tỷ trong cái thị trường này. Điều đó cho chúng ta thấy là gì ạ? Cho dù bạn là ai, bạn là sinh viên, bạn là thậm chí bạn là học sinh, bạn là người đi làm, bạn là công nhân, hay là bạn là các chuyên gia, bạn hoàn toàn có khả năng kiếm tiền trong thị trường này. Bởi vì thị trường này là một trong những thị trường ứng dụng công nghệ để kiếm tiền. Nó rất dễ cho chúng ta đạt được những cái mong muốn về tài chính của mình. Và ở Việt Nam thì gì ạ? Luôn luôn có các trang về tài chính thống kê, và chúng ta cùng nhìn trên màn hình ấy, thì là gì ạ? Là top 10 ngân hàng Việt Nam có cái nguồn thu về ngoại hối lớn nhất. Và xin thưa anh chị là ngân hàng thì họ có 3 cái nguồn thu chính ạ. Một là thu phí dịch vụ khi chúng ta chuyển tiền, rút tiền. Thứ hai đó là thu trên cái sự chênh lệch về tín dụng, tức là vay và cho vay. Nguồn thu thứ ba của ngân hàng là đến từ diện giao dịch ngoại hối. Giao dịch ngoại hối tức là họ mua bán trao đổi ngoại hối. Và theo thống kê, số liệu thống kê của năm 2020 thì Vietcombank là đơn vị có cái lợi nhuận khủng nhất trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối vào 6 tháng đầu năm, và đạt cái mức lợi nhuận là 1.929 tỷ. Kế bên là gì ạ? Là Vietinbank là 1.037 tỷ. Rồi BIDV là 832 tỷ. Vậy thì chúng ta đặt ra một câu hỏi là ngân hàng là những ông lớn về tiền, họ còn đầu tư vào cái ngành nghề ngoại hối. Vậy thì rõ ràng ngoại hối nó là một cái ngành nghề nó có cái sức hút cực lớn và nó tạo ra nguồn thu nhập vô cùng lớn cho chúng ta. Chẳng qua là gì ạ? Có những anh chị có cơ duyên được biết đến, nhưng có những anh chị thì chưa có cơ duyên để hiểu sâu hơn về ngành nghề này và hiểu sâu hơn tại sao ngân hàng người ta giàu như thế, tại sao ngân hàng người ta nhiều tiền như thế. Bởi vì đơn giản người ta có những nguồn thu cực lớn, và trong đó là nguồn thu về gì ạ? Nguồn thu về ngoại hối. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là vậy cái xu thế của cái thị trường này là gì ạ? Chúng ta thử xem ạ, tổng quan về cái thị trường ngoại hối thì như thế nào ạ? Thực chất thị trường ngoại hối là gì ạ? Là một cái thị trường phi tập trung. Phi tập trung là gì ạ?
phi tập trung là họ giao dịch và buôn bán là gì ạ? Thông qua các nền tảng kỹ thuật và giao dịch buôn bán trực tiếp với nhau, không thông qua một nhà cái nào, được gọi là thị trường phi tập trung. Vậy thì có nghĩa là anh chị gần như là anh chị ra một cái chợ, anh chị ra chợ, anh chị có thể là mua thứ nọ bán thứ kia, đấy được gọi là giao dịch phi tập trung đấy ạ, không thông qua trung gian. Vậy thì chị, thị trường ngoại hối là gì ạ? Là anh chị lên một cái nền tảng về công nghệ, anh chị mua này, bán này, tức là buy này, sell này, là đan xen cho nhau, không thông qua một gì ạ? Không thông qua một nhà cái nào đó. Và thị trường ngoại hối là một cái nơi hoạt động để trao đổi về tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới thông qua các ngân hàng trung ương. Vậy thì đó là thị trường ngoại hối. Vậy giao dịch ngoại hối là gì ạ? Giao dịch ngoại hối tức là chúng ta mua và bán các cặp ngoại tệ. Tôi lấy ví dụ chúng ta có thể mua bán đô la, các tỷ giá của các cặp ngoại tệ. Ví dụ chúng ta mua cặp USD, EUR tức là gì ạ? Tỷ số của đồng đô la Mỹ với euro, hay là chúng ta lên mua vàng, hay là chúng ta có thể mua dầu, hay chúng ta có thể mua cổ phiếu. Nhưng xin thưa anh chị là gì ạ? Cái việc giao dịch này nó không phải là thao tác truyền thống. Có nghĩa là anh chị không phải là cầm tiền để ra một cái nơi nào đó anh chị mua vàng để mang về nhà, hay là ra ngân hàng để chúng ta mua đô la chúng ta mang về nhà. Mà gì ạ? Chúng ta dùng các thao tác về công nghệ, tức là gì ạ? Chúng ta bấm là buy tức là chúng ta mua, chúng ta bấm sell tức là chúng ta bán. Và tôi xin nhắc lại, đó là giao dịch ngoại hối là mua bán, trao đổi tiền tệ, cổ phiếu, dầu, vàng thông qua việc thực hiện các câu lệnh trên nền tảng công nghệ. Vậy thì thị trường mà tham gia về cái thị trường ngoại hối này là gì ạ? Các thành phần là gì? Điều đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là gì ạ? Là các ông lớn, tức là các ngân hàng trung ương, ngân hàng quốc tế. Thứ hai đó là gì ạ? Các quỹ tài chính và các công ty thương mại. Và thứ ba là chúng ta, tức là các trader, người ta gọi là trader. Và cái lượng mà trader chiếm cái volume giao dịch chỉ là 7% thôi ạ. Một con số rất là khiêm tốn. Tức là chúng ta là những người mà chỉ có chiếm 7% trên thị trường này thôi. Bởi vì đại đa số thị trường này là thị trường dành cho gì ạ? Do các ngân hàng trung ương, các quỹ tài chính lớn, và chúng ta là chiếm tới 7%. Vậy thì tôi vừa tổng kết với anh chị đó là gì ạ? Cái tổng quan về thị trường ngoại hối là gì? Ok, chúng ta sẽ đến cái slide tiếp theo. Đó chính là gì ạ? Vậy thì thị trường ngoại, giao dịch ngoại hối nó có các ưu điểm như thế nào? Vẫn là trong cái mục xu thế. Nó có các ưu điểm như thế nào ạ? Xin thưa anh chị, là bất kỳ ai mong muốn đi kiếm tiền thì chúng ta cũng mong muốn chọn một ngành nghề, chúng ta làm ít mà lại được hưởng nhiều. Chúng ta đỡ phải đổ mồ hôi, chúng ta đỡ phải nguy hiểm, đỡ phải rủi ro, nhưng lại đem được cái nguồn lợi nhuận lớn. Và thế giới người ta đã chứng minh một điều là gì ạ? Là giao dịch ngoại hối là một trong những ngành nghề nó vượt trội hơn tất cả các ngành nghề khác ở 8 cái ưu điểm sau. Xin thưa anh chị, là ưu điểm đầu tiên đó chính là gì ạ? Là ngành nghề này giúp cho chúng ta có khả năng kiếm tiền mà không bị phụ thuộc vào thời gian, không gian và địa lý. Có nghĩa là gì ạ? Ngày hôm nay nếu như là Covid, anh chị không phải ra đường. Anh chị không phải ra đường. Mà anh chị hoàn toàn có thể ngồi ở nhà, chúng ta ngồi trước máy tính, hoặc là chúng ta có một cái chiếc smartphone. Và anh chị chỉ cần thao tác ở trên đấy thôi là anh chị hoàn toàn có thể kiếm được tiền rồi. Mức tiền thì phụ thuộc vào dạng vốn và khả năng giao dịch của anh chị. Đó, ý thứ nhất đó là chúng ta kiếm tiền không bị phụ thuộc vào thời gian, không gian. Và ngành nghề giao dịch ngoại hối là một ngành nghề người ta vẫn nói là gì ạ? Ngành nghề đi du lịch vẫn có thể kiếm được tiền. Đó, rất là tuyệt vời. Ưu điểm thứ hai trong thị trường này là gì ạ? Là đây là một trong thị trường mở cửa 24/24 giờ. Có nghĩa là anh chị hoàn toàn có khả năng tạo ra cái thu nhập cho mình từ sáng cho đến đêm, từ đêm cho đến sáng. Đó. Và 5 ngày trên một tuần, từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 thì là nghỉ. Lý do là gì ạ? Thứ 7 chủ nhật nghỉ là ngân hàng người ta không làm việc. Vì thế họ sẽ không mở cửa thị trường để giao dịch. Vậy thì ý thứ hai là gì ạ? Là thị trường này giúp cho chúng ta có cái khả năng để có thể kiếm tiền 24/24 giờ.
Và ý thứ ba, cái ưu điểm thứ ba vượt trội trong cái thị trường này, đó là kiếm tiền ngay cả khi thị trường tăng hoặc giảm. Với thị trường truyền thống, tôi lấy ví dụ là chúng ta thị trường về bất động sản đi. Nếu anh chị mà đầu tư mua một mảnh đất, anh chị bán khi nào ạ? À, chúng ta chỉ bán khi chúng ta có được lợi nhuận thôi, đúng không anh chị? Tức là chúng ta chỉ bán khi nó tăng giá thôi. Chứ còn giảm giá thì ít người bán lắm, ít người cắt lỗ lắm. Thế thì, vậy thì giả sử mà chúng ta, những người mà làm trong lĩnh vực bất động sản ấy, à cái giai đoạn này này, hiện tại này, là giai đoạn đang bị đóng băng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Covid nó làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và nhà đầu tư bắt đầu thu tiền về. Họ thu tiền về để họ giữ chữ, dự phòng. Vậy thì thời điểm này mà chúng ta lại đi vào bất động sản thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị đóng băng tài sản rất là lâu. Nhưng với cái thị trường ngoại hối này gì ạ? Ngay cả khi thị trường tăng hay giảm, anh chị đều có khả năng kiếm được tiền. Bởi vì sao? Nếu thị trường tăng giá, chúng ta đặt câu lệnh là mua vào là chúng ta có lợi nhuận. Nếu thị trường giảm giá, chúng ta đặt câu lệnh là bán ra là chúng ta có lợi nhuận. Ý thứ tư về gì ạ? Ý thứ tư về ưu điểm vượt trội của thị trường này đó chính là gì ạ? Đó chính là được vay vốn để kinh doanh. Đó. Bình thường tôi lấy ví dụ, giả sử anh chị có 1 tỷ, anh chị ra ngân hàng để vay vốn. À thì anh chị phải thế chấp nhà đúng không ạ? Và thế chấp nhà thì chúng ta vay được vốn. Ví dụ chúng ta thế chấp được cái nhà là chúng ta vay vốn được 10 tỷ. Nhưng một cái vấn đề đặt ra là gì ạ? Là nếu anh chị làm ăn mà thua lỗ thì chúng ta không những mất 1 tỷ vốn ban đầu mà chúng ta mất luôn cái nhà đó trong ngân hàng, đúng không ạ? Thế nhưng mà với việc mà kinh doanh trong cái lĩnh vực ngoại hối, giao dịch trong ngoại hối, anh chị hoàn toàn có thể được vay vốn, tức là dùng đòn bẩy ảo và tối đa hóa được cái lợi nhuận. Nếu thua thì anh chị chỉ thua cái vốn của mình thôi, không bị thua, không bị mất cái tiền mình vay. Đấy là một trong điều tuyệt vời. Vậy nên là người ta vẫn nói là gì ạ? Thị trường ngoại hối là thị trường giúp cho tất cả mọi người đều có thể khởi nghiệp với số vốn đó là 50 đô la. Đều có thể khởi nghiệp với số vốn là 50 đô la. Cái ý thứ năm, ưu điểm thứ năm đó chính là gì ạ? Cái tính thanh khoản nhanh, tức là tức thì. Vẫn lại câu chuyện về bất động sản. Tôi tin chắc rằng nếu nhiều anh chị đầu tư mà đầu tư vào đất thì bây giờ là đang bị đọng, không thể bán được nữa. Lý do thứ nhất đó là gì ạ? Là bây giờ đang bị giãn cách. Lý do thứ hai là nhà đầu tư người ta sẽ không bung tiền ra mua đất ở trong giai đoạn này. Vậy thì rõ ràng là tính thanh khoản của truyền thống nó phụ thuộc vào thị trường, có thể là 1 tháng, 1 năm, thậm chí 10 năm mới bán được. Nhưng trong thị trường về ngoại hối, anh chị có thể thanh khoản ngay lập tức, tức là anh chị vừa mua vàng thì ngay lập tức anh chị có thể bán luôn. Đó. Ý thứ 6 về cái ưu điểm vượt trội của thị trường này là gì ạ? Là thị trường có chức năng đặt lệnh mua bán, tức là nó hỗ trợ cho chúng ta kiểm soát rủi ro cực tốt. Với thị trường truyền thống, anh chị mua thì lại phải tìm, lại phải canh xem có ai để mua không để mình bán. Nhưng mà với cái thị trường này gì ạ? Anh chị hoàn toàn có thể đặt các câu lệnh chờ là gì ạ? Là mua và bán. Vậy thì rõ ràng là cứ đến cái mức đấy nó sẽ mua, đến mức đấy nó sẽ bán. Tức là nó giúp cho chúng ta gia tăng được lợi nhuận và kiểm soát được rủi ro. Ý thứ 7 đó là gì ạ? Chúng ta được hoàn toàn được rút vốn trong cái tài khoản MT5 bất kỳ lúc nào. Tôi lấy ví dụ ngày mai anh chị bỏ 1 tỷ vào mua đất. À, anh chị muốn có luôn 1 tỷ trong ngày mai thì chắc là không được rồi. Bởi vì không thể là bán được nhanh như vậy. Nhưng nếu anh chị có 1 tỷ anh chị giao dịch trong cái thị trường ngoại hối thì ngay lập tức cần tiền anh chị có thể rút và tiền có thể thanh khoản chỉ trong vòng một vài tiếng. Ý cuối cùng đó là gì ạ? Bình thường khi chúng ta kinh doanh chúng ta rất dễ bị rủi ro nếu chúng ta không được học tập, chúng ta không được tập dượt. Nhưng với thị trường ngoại hối, họ tạo cho chúng ta một cái tài khoản, đó là tài khoản demo. Anh chị hoàn toàn có thể luyện tập dựa trên tài khoản demo đó. Tài khoản demo là gì ạ? Là tài khoản ảo giúp cho anh chị có thể luyện tập giao dịch để gia tăng được cái kinh nghiệm của mình. Và đến khi nào anh chị giao dịch thắng, cảm thấy tốt rồi thì anh chị mới bắt đầu giao dịch thực. Khi đó nó hạn chế được rủi ro. Và trên đây là 8 cái ưu điểm vượt trội trong cái ngành giao dịch ngoại hối, tức là giao dịch Forex so với truyền thống. Tiếp theo ạ. Vậy thì trong cái thị trường này chúng ta có bao nhiêu cách để kiếm tiền? Cái cách để kiếm tiền đó chính là mô hình thành công. Vậy thì thị trường ngoại hối có thể có những anh chị đã từng tham gia, có những anh chị chưa từng tham gia.
Nhưng câu chuyện ở đây là gì ạ? Rất nhiều những người thất bại và cũng có những người thành công. Và xác suất ở đây là 80-20 anh chị ạ. 80% người tham gia vào cái thị trường này thì đại đa số là không thành công. Lý do ạ? Bởi vì họ không lựa chọn được mô hình thành công. Tức là hướng đi, mô hình đó chính là hướng đi đấy ạ. Đó. Cũng giống như là làm kinh doanh bất động sản. À, nhiều người kinh doanh bất động sản có thể thắng, nhưng nhiều người lại thua lỗ, đúng không anh chị? Vậy thì ngành nghề nào cũng thế, giao dịch ngoại hối cũng thế. Để mà anh chị thắng lợi trong thị trường này thì chúng ta phải có mô hình, được gọi là lựa chọn cái mô hình thành công. Vậy thì trên đây có 5 cái mô hình để giúp cho anh chị có thể lựa chọn, quyết định cái sự thành công của mình. Cái thứ nhất đó là gì ạ? Anh chị gửi lãi suất ngân hàng với lãi suất bây giờ khoảng 6% một năm, 6-7% một năm. Tại sao tôi lại nói là lãi suất ngân hàng lại liên quan đến ngoại hối? Bởi vì ngân hàng người ta có 3 nguồn thu. Một là thu từ phí giao dịch, hai là thu từ tín dụng, ba là nguồn thu từ giao dịch ngoại hối. Vậy anh chị gửi tiền cho ngân hàng để anh chị nhận lãi thì có đúng là anh chị vô hình dung là anh chị đang gián tiếp giao dịch ngoại hối đúng không ạ? Anh chị chuyển tiền trong ngân hàng người ta giao dịch ngoại hối, người ta chuyển lãi cho anh chị thì đúng là anh chị đang gián tiếp giao dịch ngoại hối. Nhưng lợi nhuận rất thấp là gì ạ? Là 6% một năm. Cái mô hình thứ hai giúp cho anh chị có thể kiếm được lợi nhuận nữa đó chính là gì ạ? Là gửi cho các quỹ giao dịch. Thì mô hình quỹ này thì gì ạ? Các mô hình quỹ PAM này thì trên thế giới hình thành rất nhiều, ở Việt Nam cũng rất nhiều. Nhưng quỹ họ có một cái mà rất rủi ro ở chỗ đó là gì ạ? Là chúng ta không thể kiểm soát được rủi ro. Bởi vì tiền chúng ta đưa cho người khác và trên phương diện là cũng trải nghiệm nhiều trong cái thị trường này thì tôi có một lời khuyên dành cho tất cả anh chị đó là gì ạ? Không nên giao tiền cho bất kỳ một người nào giao dịch hộ hoặc là giao cho quỹ nào giao dịch hộ, bởi vì chúng ta không được kiểm soát dòng tiền của mình. Vì tư duy về rủi ro là gì ạ? Tiền cứ ra khỏi túi ta là rủi ro. Vậy nên tôi không ủng hộ cái hình thức đó là gì ạ? Gửi tiền cho người khác giao dịch cho mình. Mô hình thứ ba trong cái mô hình thành công đó chính là gì ạ? Chúng ta tự học để trader. Thì với mô hình này thì giúp cho anh chị là chủ động được mọi trường hợp. Và trên thực tế là cũng đã có rất nhiều những bạn trẻ thành công ở mô hình này. Có những bạn năm nay chỉ 19-20 tuổi thôi nhưng đã có cái thu nhập vài ngàn đô la, thậm chí 5-10 ngàn đô la trong một tháng từ việc là gì ạ? Tự trader. Mô hình thứ tư đó chính là copy theo chuyên gia. Copy theo chuyên gia là một trong những mô hình phải nói là nó khắc phục được rất nhiều những cái yếu điểm của việc gửi cho quỹ giao dịch. Vẫn là copy theo chuyên gia, vẫn là người khác giao dịch, nhưng anh chị lại được quản lý tiền của mình, tiền ở trong tài khoản của anh chị đó. Và anh chị hoàn toàn cài đặt được cái diện các mức rủi ro của mình. Được. Mô hình thứ năm về mô hình thành công, và tôi đánh giá đây là một trong những mô hình cực kỳ hiệu quả trong thị trường ngoại hối trong những năm gần đây trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Đó chính là mô hình dùng bot tự động để giao dịch. Mô hình này cực kỳ hiệu quả và không mất thời gian. Nó giúp cho chúng ta hạn chế được rất nhiều những cái yếu điểm về tâm lý của con người. Vậy thì trên đây là cái mô hình giúp cho chúng ta thành công. Và lời khuyên dành cho anh chị đó là chúng ta đi theo mô hình 3-4-5. Một là anh chị tự học để trader. Hai là anh chị copy theo chuyên gia. Ba là anh chị dùng bot để giao dịch. Vậy thì chúng ta đã đi đến được gọi là gì ạ? Chúng ta đã lựa chọn được mô hình thành công rồi. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến việc là gì ạ? Vậy thì công cụ nào giúp cho chúng ta thành công? Công cụ nào giúp cho chúng ta thành công? Khi mà anh chị đến với thị trường ngoại hối và anh chị đến với BT Group thì việc anh chị tiếp cận với công cụ hỗ trợ anh chị thành công thì đấy là một trong những lợi thế cực lớn của anh chị. Và thực tế điều này đã được chứng minh cho hàng nghìn nhà đầu tư, hàng nghìn trader đến với BT Group. Thứ nhất là khi mà anh chị muốn tự chơi, tự học để mà tự giao dịch thì BT Group cung cấp cho anh chị những giải pháp, là bên BT Group cung cấp cho anh chị các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. Và một điều tuyệt vời là tất cả các chương trình này đều là free, không hề thu phí. Nhiều anh chị sẽ phải đi học những lớp 1.000 đô, 2.000 đô, thậm chí có lớp 10.000 đô. Nhưng cái kết quả anh chị đạt lại chưa chắc đã như những gì anh chị mong muốn.
Nhưng đến với BT Group thì điều đầu tiên là anh chị sẽ được gì ạ? Anh chị sẽ được tham gia vào các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao do các chuyên gia, những anh chị em mà có kinh nghiệm trong nghề lâu năm sẽ hướng dẫn anh chị. Thứ hai là anh chị ở đến với BT Group sẽ được cầm tay chỉ việc theo cái phương châm đó là chuyên nghề. Và như anh chị biết rồi, giao dịch là một nghề, và nếu anh chị mong muốn thành công thì thực sự anh chị phải được chuyên nghề, anh chị mới rút ngắn được cái thời gian thành công và hạn chế được rủi ro. Vậy thì đến với BT Group anh chị sẽ được gì ạ? Các bạn có kỹ thuật, các bạn có kinh nghiệm hàng chục năm rồi, các bạn chuyên nghề lại cho anh chị. Yếu tố thứ ba khi anh chị muốn học và tự trader đó là gì ạ? Đến với BT Group thì BT Group cung cấp tín hiệu giao dịch cho anh chị 24/24 và cũng lại là free. Đó, đại đa số bây giờ các nhóm tín hiệu trên thị trường bây giờ là rất hay thu phí của anh chị. À, anh chị sẽ phải nộp phí đâu đấy là gì ạ? $100, $200, thậm chí có những group là $1,000 cái phí để anh chị có thể được vào cái nhóm nhận tín hiệu đó. Nhưng với BT Group tất cả anh chị đều được cung cấp cái tín hiệu giao dịch hiệu quả. Thứ tư là gì ạ? Với việc mong muốn tự trader thì anh chị sẽ được tư vấn khi anh chị giao dịch. Khi anh chị giao dịch cùng BT Group thì anh chị sẽ được tư vấn hỗ trợ xử lý các lệnh giao dịch đang âm trạng thái. Và chắc hẳn là tất cả những người đã giao dịch và nếu mong muốn giao dịch trong thời gian tới thì chúng ta sẽ trải qua những cái gì ạ? Những cái lúc mà cái lệnh chúng ta vào bị âm trạng thái. Vậy thì các chuyên gia hay là các bạn có kinh nghiệm của BT Group sẽ hỗ trợ anh chị là xử lý các lệnh đó một cách hiệu quả nhất. Và cuối cùng là BT Group luôn hỗ trợ anh chị cái cách thức nạp và rút tiền 24/24 trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì trên đây tôi chia sẻ với anh chị đó là gì? Là công cụ đầu tiên mà BT Group cung cấp cho anh chị đó chính là công cụ là cung cấp cho những người mong muốn tự học để tự giao dịch, làm chủ dòng tiền của mình. Công cụ thứ hai mà BT Group cung cấp cho anh chị là công cụ tiếp theo, đó chính là công cụ về gì ạ? Chuyển giúp tôi slide ạ. Là công cụ về copy theo chuyên gia. Như tôi đã nói là copy theo chuyên gia là một trong những hình thức kiếm tiền vô cùng nhàn. Nếu như truyền thống, tôi lấy ví dụ có một cái quán phở rất ngon, phở Lý Quốc Sư hay là phở bò Nam Định. Nhưng anh chị có bao giờ mà anh chị mà đến cái cửa hàng đó anh chị mong muốn người ta chuyển nghề cho không? Không ạ. Nhưng với cái lĩnh vực giao dịch ngoại hối thì họ có một cái hình thức đó là copy theo chuyên gia, có nghĩa là gì ạ? Chuyên gia là những người mà giao dịch lâu năm, người ta giao dịch lệnh nào thì tài khoản của bạn là tự động được copy lệnh đó thông qua một cái phần mềm. Vậy thì hình thức copy theo chuyên gia đó chính là gì ạ? Là chia sẻ cái kinh nghiệm thành công, và đặc biệt là bạn sẽ tạo được cái thu nhập ngay cả khi bạn chưa có kiến thức. Có một câu hỏi rất lớn là gì ạ? Nếu tôi chưa có kiến thức thì làm gì để tôi có thể có thu nhập trong thị trường này? Thì câu trả lời mà BT Group dành cho anh chị đó là gì ạ? Anh chị hoàn toàn có thể copy theo chuyên gia. Hình thức thứ hai đó chính là gì ạ? Là khi copy theo chuyên gia thì anh chị không bị vừa tạo được thu nhập nhưng lại không bị mất thời gian. Bởi vì cái nền tảng giao dịch copy tự động thì cứ chuyên gia vào lệnh nào, mua lệnh nào. Ví dụ ngày hôm nay chuyên gia mua vàng thì tài khoản của anh chị sẽ sao chép nó cũng mua vàng. Chuyên gia chốt lời con vàng 10 đô thì tài khoản anh chị cũng chốt lời con vàng 10 đô nếu như tỷ lệ là 1:1. Ý thứ tư đó là gì ạ? Khi copy theo chuyên gia là anh chị hoàn toàn chủ động cài đặt được cái mức an toàn tài khoản của mình. Có nghĩa là nếu anh chị mong muốn mức an toàn tài khoản của mình là 90% thì anh chị cài 90%, cài 70% thì anh chị cài được 70%. Và đây một trong những cái yếu tố quyết định trong việc chúng ta nên copy theo chuyên gia. Bởi vì chúng ta làm chủ được vấn đề an toàn của tài khoản của mình, an toàn được dòng tiền của mình. Và cuối cùng đó chính là gì ạ? Chúng ta chủ động lựa chọn được chuyên gia có chất lượng. Tức là khi mà anh chị giao dịch trên một cái sàn nào đó thì anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn được giao dịch của chuyên gia nào là đem lại lợi nhuận lớn nhất. Thì các sàn người ta thống kê lên và anh chị chỉ cần làm theo ai là những người thành công thôi, giao dịch lợi nhuận lớn thôi là anh chị sẽ có mức thu nhập đúng như chuyên gia đó.
Cái công cụ cuối cùng mà BT Group cung cấp cho anh chị đó chính là gì ạ? Cái giải pháp về dùng bot EA giao dịch hoàn toàn tự động để sinh ra lợi nhuận. Và đây là một trong những cái khẳng định được cái thành quả cũng như là khẳng định được cái gì ạ? Khẳng định được cái chất lượng cũng như là khẳng định được cái mức độ uy tín của BT Group trong suốt 9 năm trên thị trường vừa rồi. Hiện tại thì thị trường có rất nhiều các loại bot, rất nhiều các loại bot các anh chị, nhưng cái bot để đem lại lợi nhuận và hạn chế rủi ro thì rất ít. Với bot EA của BT Group thì được chứng minh trong suốt thời gian đó là gì ạ? Là từ gần chục năm nay, và đặc biệt là đang có một cái mã bot giao dịch cực kỳ hiệu quả, đem lại lợi nhuận trung bình từ 10 cho đến 30% trong suốt thời gian là cuối năm vừa rồi cho đến thời gian bây giờ. Thế thì thứ nhất, cái lợi thế của bot là gì ạ? Giao dịch hoàn toàn tự động 24/24. Nó tự giúp anh chị giao dịch mà anh chị không phải làm gì cả. Anh chị đi ngủ nó cũng giao dịch, anh chị đi chơi nó cũng giao dịch, anh chị ăn cơm nó cũng giao dịch. Vậy thì cái lợi thế đầu tiên là giao dịch hoàn toàn tự động 24/24. Ý thứ hai đó là gì ạ? Là bot nó sẽ giao dịch theo một cái thuật toán mà không bị ảnh hưởng bởi tâm lý của con người. Có nghĩa là gì ạ? Cái thuật toán này nó sẽ mặc định là gì? Đúng cái điểm đó, đạt được các tiêu chí đó, đạt được các yếu tố đó thì bot mới bắt đầu giao dịch. Và điều đó được thể hiện là gì ạ? Cái chất lượng hiệu quả của bot EA của BT Group, lợi nhuận trong suốt thời gian vừa rồi. Ý thứ ba đó là gì ạ? Là bot EA của BT Group có một trong cái lợi thế mà tôi đánh giá là gì ạ? Là vô cùng tuyệt vời so với các loại bot trên thị trường. Đó là nó giao dịch được tất cả các cặp tiền. À, trên thị trường có những con bot là chuyên giao dịch được các cặp G, có những con bot thì chuyên giao dịch được vàng, có những con bot thì chuyên giao dịch được EU. Nhưng với BT thì có con bot là gì ạ? Hoàn toàn giao dịch được trên. Vậy thì khi mà giao dịch được hoàn toàn trên các cặp tiền thì cái việc mà nó tăng cái khả năng lợi nhuận, khả năng sinh lời là cực lớn, đúng không anh chị? Tiếp theo là gì ạ? Là bot EA của BT Group thì hoàn toàn có một cái chế độ, đó chính là gì ạ? Chế độ quản lý khối lượng giao dịch. Có nghĩa là gì ạ? Như anh chị biết là khối lượng giao dịch nó sẽ quyết định mức độ an toàn của bot. Vậy thì anh chị hoàn toàn có thể quản lý được cái khối lượng đó. Và yếu tố cuối cùng của bot EA của BT Group đó chính là gì ạ? Là có chế độ cài đặt quản lý rủi ro bảo vệ tài khoản của bạn. Tôi lấy ví dụ, bạn đầu tư ra 100% số tiền bạn dùng bot để bạn giao dịch. Vậy nếu như bạn mong muốn số tiền của bạn an toàn ở mức 80% thì bạn cài cái mức an toàn là 80%. Bạn mong muốn mức an toàn là 70% thì bạn cài 70%. Và trên đây là 5 cái yếu tố mà đánh giá cái sự nổi trội của bot EA của BT Group. Và xin thưa anh chị, đó chính là gì ạ? Là công cụ thứ ba mà BT Group có thể hỗ trợ anh chị gia tăng thu nhập trong cái thị trường ngoại hối. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đó là gì ạ? Là cái yếu tố về đội nhóm. Yếu tố cuối cùng anh chị ạ. Các cụ ta vẫn nói đó là gì ạ? Là làm bất kỳ một điều gì chúng ta phải tuân theo một quy luật và đáp ứng đủ ba yếu tố đó là gì ạ? Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. À, thiên thời tức là thời thế, xu thế. Địa lợi tức là gì ạ? Là mô hình thành công, sản phẩm. Và cuối cùng là gì ạ? Nhân hòa, đó chính là đội nhóm. Ngày hôm nay chúng ta công nhận với nhau một điều đó là gì ạ? Là buôn thì có bạn mà bán thì có phường. Vậy thì rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta mong muốn mà phát triển trong nghề này thì chúng ta phải tham gia vào những cái đội nhóm, những cái tổ chức, những cái nơi mà có thể hỗ trợ thực sự chúng ta kiếm được lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Vậy thì có ba cái yếu tố mà khẳng định sự thành công của BT Group là một trong những cái đội nhóm, những cái tổ chức mà hoàn toàn có thể giúp anh chị gia tăng thu nhập trong thị trường này. Thứ nhất đó là gì ạ? Yếu tố thứ nhất để đánh giá một cái đội nhóm đó chính là thời gian. À, tôi không thể nói với anh chị là BT Group là một cái tổ chức, một cái đội nhóm rất tốt và nó mới ra đời được một tuần. Bởi vì mọi thứ phải được chứng minh, kiểm nghiệm thông qua thời gian, đúng không anh chị? Vậy thì xin thưa với anh chị là BT Group ngày nay đã ra đời được 9 năm và thành lập từ năm 2012.
Và trên cái bước đường phát triển là hơn 9 năm kinh nghiệm thì BT Group đã gặt hái được rất nhiều các thành công và cũng đúc rút được rất nhiều các kinh nghiệm và đã giúp cho hàng nghìn những nhà đầu tư, những trader có cái lợi nhuận trong thị trường này. Cái yếu tố thứ hai của một đội nhóm đó chính là số lượng. À, ra đời lâu rồi, vậy thì chúng ta cùng đặt câu hỏi là số lượng của BT Group như thế nào? Thứ nhất, BT Group với cái uy tín của mình, với cái kinh nghiệm của mình thì đã hình thành và phát triển được 10 văn phòng trên toàn quốc và hơn 100 nhân viên chính thức hoạt động ngày đêm để hỗ trợ khách hàng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Vậy thì với cái số lượng này đã minh chứng một điều, đó là sự lớn mạnh cũng như là cái khả năng về nguồn lực nhân sự để hỗ trợ cho anh chị. Yếu tố cuối cùng của một đội nhóm mà có khả năng giúp anh chị thành công đó chính là chất lượng. Thì với BT Group có những cái gì ạ? Chương trình đào tạo là từ cơ bản đến nâng cao free này, cung cấp các tín hiệu giao dịch hiệu quả cũng free này, là gì ạ? Cung cấp công cụ giao dịch cực kỳ là tiềm năng và đem lại cái hiệu quả rất lớn cho anh chị trong suốt thời gian vừa rồi. Hỗ trợ các dịch vụ về copy theo chuyên gia, cung cấp các giải pháp về EA. Vậy thì cái chất lượng của BT Group đã được thể hiện ở trên chính các nhà đầu tư, những trader, những người mà đang dùng sản phẩm của BT Group. Có những diện, có những tài khoản họ đầu tư 30.000 và trong 6 tháng vừa rồi thì lợi nhuận đã đạt được con số đó là hơn 30.000 và tổng tài khoản của họ đang hơn 60.000 đô. Có những tài khoản thì là diện đầu tư 5.000 đến bây giờ lợi nhuận là tổng cả gốc cả lời là đang hơn 10.000 đô sau khi sử dụng những cái chất lượng về dịch vụ của BT Group. Vậy thì trên đây là gì ạ? Trên đây là trên đây chính là gì ạ? Cái ba cái yếu tố mà khẳng định cái thương hiệu cũng như là chất lượng của BT Group và tôi vừa chia sẻ với anh chị đó chính là gì ạ? Vậy thì tổng kết lại để mà anh chị bước vào một cái ngành nghề mới và chúng ta gia tăng thu nhập của mình thì đầu tiên chúng ta phải có một cái tư duy đã. Tư duy là phải là gì ạ? Tư duy có hai cách, một là dùng sức của mình để kiếm tiền. Tư duy thứ hai là dùng tiền để đẻ ra tiền, đó chính là tư duy về đầu tư. Thì chúng ta phải có tư duy đấy đã. Thứ nhất là tư duy. Có tư duy rồi thì chúng ta phải lựa chọn được xu thế của thời đại. Và xin thưa với anh chị là xu thế của thời đại tôi vừa chia sẻ với anh chị rồi. Cả thế giới người ta đang có cái dòng tiền cực lớn là 5.000 tỷ đô la dịch chuyển vào kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối. Rồi, các ngân hàng ở Việt Nam thì người ta cũng là diện cũng đang có cái lợi nhuận rất lớn về ngành ngoại hối này. Đấy được gọi là xu thế. Lựa chọn xong xu thế, chúng ta lựa chọn mô hình thành công. Thì mô hình thành công thì đó chính là mô hình là diện. Chúng ta có 5 cái mô hình để chúng ta có được cái lợi nhuận trong thị trường này. Một là gửi lại ngân hàng, hai là gửi người khác trader hộ, gửi vào quỹ, ba là tự trader, bốn là copy theo chuyên gia, năm là dùng bot để giao dịch. Đấy là 5 mô hình thành công giúp anh chị kiếm tiền trong thị trường này. Và công cụ, xong mô hình thành công rồi chúng ta đến công cụ. Vậy thì BT Group cung cấp cho anh chị 3 công cụ thành công, đó chính là một là đào tạo để anh chị có thể trader tốt, hai là hỗ trợ anh chị copy theo các chuyên gia có kinh nghiệm và lợi nhuận tốt, thứ ba là dạng cung cấp giải pháp về bot EA hoàn toàn tự động đem lại lợi nhuận cho anh chị, và cuối cùng đó là chúng ta sản phẩm tốt rồi, mô hình tốt rồi, công cụ tốt rồi thì chúng ta phải đặt câu hỏi là ngày hôm nay chúng ta làm việc với ai, chúng ta hợp tác với ai, chúng ta tham gia vào đội nhóm nào, tham gia vào tổ chức nào. Vậy thì BT Group là một trong những cái tổ chức mà có 3 cái yếu tố khẳng định là có thể giúp anh chị được thành công, đó là thời gian thành lập là hơn 9 năm kinh nghiệm, số lượng là 10 văn phòng và hơn 100 nhân viên hoạt động với tất cả các giải pháp về công nghệ hỗ trợ cho anh chị thành công. Và trên đây là tôi vừa chia sẻ cho anh chị tất cả những anh chị mới bước vào ngành nghề, những anh chị đang ở ngành nghề kinh doanh truyền thống, những anh chị đang đi làm công ăn lương, những anh chị đang kinh doanh nhỏ lẻ, bây giờ mong muốn dịch chuyển một ngành nghề, mong muốn để gia tăng thu nhập, thì trên đây tôi vừa chia sẻ với anh chị về cái mô hình của diện của kinh doanh ngoại hối, lựa chọn về ngành nghề, một cái quyết định chúng ta lựa chọn mô hình thành công, đội nhóm thành công để hỗ trợ cho anh chị gia tăng thu nhập. Và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở các chương trình
Tiếp theo, xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Vâng, sau đây tôi xin chuyển lời cho bạn Thủy hoặc là bạn phụ trách kỹ thuật ạ. Bạn Quang ơi, xin mời Mr. Quang quay lại với chuyên mục của mình là hỗ trợ cho tất cả các khách hàng đặt lệnh mua, bán và chốt lời, chốt lỗ nha. Alo, alo, mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Sau đây thì em xin phép được hướng dẫn mọi người qua về cách giao dịch trên MT4 và cũng như phần mềm MT5. Thì hai cái phần mềm nó đều có cái giao diện tương tự như nhau. Thì sau đây là em sẽ hướng dẫn qua cái phần mềm MT4 ạ. Ở đây, khi mọi người đăng nhập vào thì nó sẽ có các mục chính. Thường nó sẽ mọi người sẽ chỉ có 4 mục chính ở đây là: thứ nhất là giao diện các cặp tiền để giao dịch, thứ hai là giao diện của biểu đồ giao dịch, thứ ba là giao diện của các cái lệnh nó đang thực hiện đấy. Thì ở đây là một cái tài khoản demo và em mới tạo để hướng dẫn cho mọi người, nên là ở đây nó chưa có một cái lệnh nào đang giao dịch cả. Tiếp theo đấy là lịch sử giao dịch. Lịch sử thì đây là một tài khoản mới nên là tất nhiên nó cũng chưa hiển thị một cái lệnh nào cả. Trước tiên thì em sẽ nói qua về cái phần các cái cặp tiền giao dịch ấy. Thì ở trên cái thị trường ngoại hối này thì nó sẽ có rất nhiều cặp tiền để giao dịch. Thì ở đây nó sẽ hiển thị tất cả các cái cặp tiền mà anh chị muốn giao dịch. Ở đây mọi người có thể thấy đây, nó có rất nhiều cặp tiền. Thì AUD này, USD, thì đây là cái tỷ giá giữa đồng đô la Úc và đồng đô la Mỹ. Khi mà mọi người muốn giao dịch với cặp tiền này thì mọi người có thể bấm vào ở trên điện thoại ấy, thì mọi người sẽ chạm tay vào một cặp tiền này đó. Thì nó sẽ có các cái giao diện như sau: thứ nhất là lệnh mới này, thứ hai là mở biểu đồ đó. Đây là hai cái chính của cái cặp tiền này thôi, còn những cái này thì nó không quan trọng. Đối với anh chị mới thì chỉ cần quan tâm hai cái này là đủ rồi ạ. Thứ nhất đấy là lệnh mới. Thì nếu mà mọi người bấm vào đây, bấm vào chạm vào lệnh mới này, thì nó sẽ là cái giao diện để giao dịch. Tiếp theo là mở biểu đồ. Mở biểu đồ cặp AUD USD thì nó sẽ hiện sang đây. Mọi người có thể thấy ở cái con chuột của em này. Đó, nó sẽ hiện sang cái mục biểu đồ này. Đó, thì đối với một cái cặp tiền ấy, anh chị khi mà anh chị muốn giao dịch với một cặp tiền thì trước tiên là chúng ta sẽ nhìn ở đây. Giả sử như ở đây em ví dụ là cặp một cặp tiền bất kỳ Euro AUD. Đấy, khi chúng ta muốn giao dịch cái cặp tiền này thì chúng ta sẽ chạm tay vào màn hình ấy, thì nó sẽ ra một cái giao diện này. Và anh chị mở biểu đồ ở đây. Đó, như cái cặp tiền AUD USD này thì hiện tại nó đang cái xu hướng tiếp theo của cái cặp tiền này có thể sẽ là giảm. Thì để đối với xu hướng giảm thì cái chúng ta sẽ giao dịch là bán xuống với cặp tiền này. Bán xuống với cặp tiền này thì khi mà cái cặp tiền này nó đi xuống thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Và ngược lại khi mà nó đi lên thì cái nó sẽ có rủi ro, tức là thua lỗ với cặp tiền này ấy. Thì em sẽ vào lệnh thử đối với cặp tiền này cho mọi người dễ hình dung. Để vào lệnh đối với cặp tiền này thì chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng ở đây. Dấu cộng ở trên màn hình điện thoại. Đó. Ở lệnh này thì cho em sẽ thực hiện là lệnh bán ấy. Vì dự đoán là cái cặp tiền nó sẽ đi xuống. Trong thời gian ngắn tới nó sẽ đi xuống nên là chúng ta sẽ vào lệnh bán. Thì em sẽ vào dấu cộng ở đây. Mở lệnh mới. Đó. Thì đây là một cái giao diện của phần mềm giao dịch ấy. Cái trước tiên đấy là cái khối lượng giao dịch. Thì khối lượng giao dịch thì đối với những anh chị mới thì cứ chưa biết thì cứ có thể vào 0.01 hoặc là 0.02, 0.03 được. Còn đối với anh chị biết rồi thì có thể là vào lệnh theo cái khối lượng tùy vào tài khoản của mình. Cái này thì nó phụ thuộc vào cái tài khoản của mình. Đó, thì ở đây em sẽ ví dụ là khối lượng ở đây là 0.5. 0.5 và em vào lệnh sell. Đó, tức là cái cặp tiền này nó đã bán xuống. Chúng ta đã bán xuống với cặp tiền này. Đây, chúng mọi người có thể ở biểu đồ ở đây là đã có một lệnh bán xuống với cặp tiền này. Thì khi mà cái cặp tiền này nó đi xuống thì chúng ta sẽ có lợi nhuận, và đi lên thì là có thua lỗ. Đó, mọi người có thể tiếp theo vào cái giao diện thứ ba ở đây. Đấy là các cái lệnh đang hình thành, đang thực hiện đấy ạ. Đó, thì nó sẽ hiển thị các cái thông số ở đây là chốt lời, chốt lỗ. Thì em sẽ cài đặt cái chốt lời, chốt lỗ như ở biểu đồ đây. Chúng ta có thấy là nếu mà dự đoán cặp tiền đi xuống, khi mà nó đi xuống chúng ta có lời, đi lên thì chốt lỗ. Thì mọi người có thể cài đặt cái chốt lời và chốt lỗ
tại đây mọi người vuốt màn hình sang bên bên trái đó, thì ở đây sẽ có thể chỉnh được cái chốt lời chốt lỗ này, hoặc là mọi người chỉnh luôn khi mà lúc nãy vào lệnh ấy. Khi lúc nãy bấm vào lệnh này thì mọi người bấm trước khi bấm sell thì mọi người có thể vào cài đặt chốt lời và chốt lỗ luôn ở đây. Thì em sẽ cài đặt cái lệnh này, chốt lỗ thì em có thể đặt ở 1.6000 này, và chốt lời thì có thể đặt ở dưới này là 1.5940. Đó là hoàn thành một lệnh, lệnh thứ nhất thì chúng ta đã vào cái lệnh rồi, nó đang bắt đầu chạy. Tiếp theo em sẽ lại tiếp tục với một cặp tiền nữa, đấy là cặp GA. Đối với cái cặp một cặp tiền khác này, mọi người muốn giao dịch thì bấm một lần vào màn hình, bấm mở biểu đồ để hiển thị ra cái biểu đồ của cặp tiền này, và sau đó chúng ta lại tiếp tục bấm vào dấu cộng ở đây. Đó. Và chọn khối lượng này, đây là chốt lỗ, ở đây là chốt lời. Thì em cứ vào lệnh này trước rồi em sẽ lại chỉnh lại chút lời chút lỗ cho mọi người dễ hình dung ạ. Đây, cái đối với cặp tiền này thì có thể là trong cái thời gian tới nó sẽ đi lên. Này em đã vừa vào một cái lệnh mua ở đây. Lệnh mua thì chút lỗ chúng ta sẽ tiếp tục đặt ở dưới này, chút lời thì đặt ở phía trên. Thường thì trong cái các cái hoạt động kinh doanh ấy, thì để kiếm được lợi nhuận thì chúng ta thường là phải tối thiểu hóa cái rủi ro và cái tối đa hóa lợi nhuận. Thì thường khi mà đặt mức chốt lỗ và chốt lời thì chúng ta sẽ đặt chốt lỗ ngắn hơn chốt lời, tức là khi mà chúng ta lỗ chúng ta có thể chỉ mất khoảng 10 đến 20 đô chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta lời thì chúng ta có thể kiếm được khoảng 40-50 đô hoặc thậm chí 100 đô. Thì cái số tiền lời mà chúng ta có được ấy, nó thường nó sẽ lớn hơn cái số tiền lỗ, thì vậy nên là nó sẽ có, chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận từ đó. Thì ở đây em có thể đặt cái chốt lỗ ở vùng dưới này là khoảng 1.8810 này. Và đây mọi người có thể thấy cái khoảng từ cái đường kẻ bài này đến cái điểm này là một cái vùng này, đấy chính là cái vùng mà tức là chênh lệch giá ấy, là cái vùng chốt lỗ thì nó là một đoạn như này. Nếu mà chốt lời thì chúng ta phải đặt xa hơn ở trên này, thì nó sẽ là một cái vùng rộng hơn ấy, tức là xa hơn thì tức là cái chốt lời của chúng ta sẽ lớn hơn chốt lỗ. Em sẽ cài đặt lại, tiếp tục cài TP và SL với cặp tiền này. Trước tiên là SL thì em sẽ đặt là cái chốt lỗ ạ, thì em sẽ đặt ở khoảng 1.8800. Chốt lời thì có thể đặt xa xa phía trên này, 1.8900 này. Em sẽ sửa cái lệnh này. Tiếp tục là vuốt màn hình sang bên tay trái và bấm vào cái bút này, tức là sửa cái lệnh ạ. Chốt lỗ chúng ta có thể đặt là 1.8800. Chốt lời 1.9900. Đó, thì chúng ta đã vào được hai lệnh đối với hai cặp tiền khác nhau. Thì khi mà giá đi lên đối với các cặp tiền này thì chúng ta sẽ có lời, và khi đi xuống chúng ta có lỗ. Thì cái chốt lời và chốt lỗ thì em đã đặt hết rồi, thì mọi người cứ để cho nó cái giá nó tự chạy ạ. Khi mà giá nó chạm xuống đây thì nó sẽ tự động cắt cái lệnh đấy để bảo toàn vốn cho mọi người, tức là chúng ta sẽ chỉ lỗ một cái khoản tiền nhất định cố định, đó là khoảng 10 đến 20 đô như chúng ta đề ra trước. Còn khi mà giá đi lên đến cái điểm mà chốt lời ấy, thì nó cũng sẽ tự động chốt lời cho chúng ta. Thì có thể như lúc em nói ấy, thì cái chốt lời có thể nó sẽ là khoảng 80 đến 90 đô chẳng hạn. Đó, thì cái chốt lời nó luôn lớn hơn chốt lỗ, thì chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận từ đó. Tiếp theo đấy là để việc vào lệnh này. Đây, như mọi người có thể thấy ở đây là các cái lệnh đang chạy này. Như lệnh Euro AUD này, nó đang xanh xanh ở đây, tức là đang có lãi đấy. Tiếp theo là đây là cái lịch sử giao dịch. Cái lịch sử này thì khi mà chúng ta kết thúc lệnh thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đấy, về cơ bản thì cái phần mềm giao dịch này nó sẽ chỉ có 4 cái phần chính này thôi. Thứ nhất là danh sách các cặp tiền giao dịch, tức là tỷ giá của các cái cặp tiền đấy. Ở đây có Euro này, có AUD này, là tức là đồng của đô la Úc này, đồng USD là đồng đô la Mỹ, đồng CAD đây là đồng của Canada. Thường thì là nó sẽ có các cái đồng của các cái quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới, giống như là Úc này, Mỹ này, Nhật này, Anh này, và
đồng euro, tức là đồng tiền chung của châu Âu, và đồng đô la Canada. Đó, thì thường là các cái đồng tiền chính, đồng tiền chính đấy sẽ là các cái cặp tiền mà tạo nên các cái cặp tiền mà chúng ta giao dịch chính ở trên cái thị trường này. Thì để giao dịch được trên thị trường này thì mọi người có thể học một chút về phân tích kỹ thuật, hoặc là nếu mà mọi người không có thời gian để học thì có thể là khi mọi người giao dịch để mua ấy, thì mọi người có thể theo các cái tín hiệu mà bên em cung cấp hàng ngày cho mọi người. Đây, như ở đây mọi người có thể thấy này, cái cặp tiền này nó đang có, em sẽ thử chốt. Đây là VND, tài khoản demo, em sẽ cứ đóng lệnh cho mọi người dễ hình dung. Đây, giống như đây là cái một cái lệnh em vừa vào và em bấm vào lịch sử giao dịch. Đây là cặp Euro AUD này, chúng ta vừa vào lệnh này. Đó, thì khi mà giá đã, lúc nãy chúng ta có dự đoán là cặp Euro AUD giá đi xuống, và trong cái thời gian ngắn vừa rồi ấy, khi chúng ta sell ở trên cái đỉnh này này và giá đã bắt đầu đi xuống, thì đúng như dự đoán thì chúng ta đã có lợi nhuận. Đó, thì ở đây chúng ta có thể hiển thị thấy là cái cặp Euro AUD này nó bắt đầu nó đã có lợi nhuận, và cái em đã thử chốt lời cho mọi người thấy ạ. Thì ở đây có thể chúng ta thấy này, cái lệnh lúc nãy nó đã có lời là khoảng nó là 6.6 đô ạ. Đó, lệnh này thì lệnh kia thì vẫn đang chạy. Tiếp tục em sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người về một cặp tiền nữa. Đây mọi người muốn giao dịch cặp tiền nào thì cứ bấm vào đây, tức là bấm vào danh sách các cặp tiền này. Sau khi bấm vào danh sách cặp tiền thì nó hiển thị cái biểu đồ ở đây. Đây là giao diện các lệnh đang chạy. Đây là giao diện lịch sử các lệnh đã giao dịch. Mọi người đợi em chút nha, bởi vì là em đang dùng cái phần mềm giả lập để giả lập trên máy tính cho nó mọi người dễ hình dung ấy, nên nó đang có chút nó đang hơi, mạng nó hơi chậm là nó chưa load được. Trong cái lúc phần chờ, chờ bạn Đoan hướng hỗ trợ về kỹ thuật thì cả nhà hãy chú ý giúp em là để tải cái phần mềm demo mình sử dụng miễn phí ấy, anh chị vui lòng vào, nếu anh chị sử dụng điện thoại là Android thì anh chị vào CH Play để có thể tải. Nếu anh chị sử dụng hệ điều hành iOS thì anh chị có thể vào App Store để tải cái phần mềm về. Chúng ta sẽ ghi là MetaTrader 4 để tải về. Nếu trong trường hợp mà anh chị sử dụng MetaTrader 5 thì chúng ta sẽ gõ MetaTrader 5 để chúng ta có thể tải về. Khi mà tải phần mềm về thì anh chị sẽ có một cái phần mềm demo để anh chị có thể sử dụng ở đây rồi. Đây là một cái phần mềm luyện tập giúp cho các anh chị tìm hiểu về thị trường, có thể là đặt lệnh mua, đặt lệnh bán, chốt lời, chốt lỗ. Và nếu mà có lời thì chắc chắn anh chị sẽ không được rút, bởi vì đây là phần mềm là hỗ trợ để cho anh chị tập dượt trước khi mà vào đầu tư thật thôi. Còn hiện tại thì đang là tài khoản demo để nhằm hỗ trợ cho anh chị tìm hiểu về thị trường, nên là anh chị cứ giao dịch vô tư ạ. Với cái phần mềm này thì tất cả các sàn họ đều sử dụng chung với cái form là một là MT4, hai là MT5. Nên là anh chị muốn sử dụng cái form sàn như thế nào thì anh chị đều có thể là tải cái phần mềm tương ứng để chúng ta có thể giao dịch bất cứ lúc nào. Và mọi khó khăn thì anh chị có thể liên hệ với nhân viên của BT Group. Anh chị có thể hỏi tất cả các bạn ý để các bạn ấy hỗ trợ tận tình cho các anh chị nhé. Và là bây giờ sẽ quay trở về với công việc chính của bạn Đoan. À, của bạn Quang. Xin mời Quang. Đây em sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người về một chút về MT4 ạ. Đây như chúng ta có thể thấy cái lệnh GBP AUD em vào này, nó cũng đang có lời này, và đây em lại tiếp tục đóng lệnh này. Đây, và cái lệnh này thì chúng ta lại tiếp tục đã có lãi với lợi nhuận là 6,98 đô. Đấy thì mọi người có thể thấy là hai cái lệnh chúng ta vừa vào nó đều có lãi này. Đấy, thì khi mà chúng ta có sự phân tích và tìm hiểu trước về thị trường thì mọi người sẽ giao dịch nó cũng sẽ dễ dàng hơn, hoặc là nếu mà mọi người chưa có kiến thức ấy, thì mọi người có thể tham khảo cái tín hiệu bên em và giao dịch demo theo các cái tín hiệu này, thì chốt lời chốt lỗ thì bên em cũng sẽ có cái hết cho mọi người, và mọi người chỉ cần điền theo cái TPSL theo cái chốt lời chốt lỗ như bên em đã đề ra là được ạ. Đây hai lệnh này em đóng trước cái mức chốt lời và chốt lỗ để cho mọi người hình dung là khi mà có lời thì mọi người có thể nhìn thấy đây, nó sẽ hiển thị ở cái giao diện này. Có lời thì nó hiển thị ở đây là cặp Euro AUD này, chúng ta đã có lời là 6 đô. Cặp GBP AUD tức là cặp bảng Anh và cặp đô la Úc thì chúng ta đã có lời với cái lợi nhuận là gần 7 đô đây.
Tiếp tục em sẽ lại vào một lệnh nữa cho mọi người tham khảo ạ. Đây em lại về giao diện chính của cái phần mềm MT4 này. Và chúng ta sẽ mở một cặp tiền tiếp theo đi. Em sẽ mở cặp EURUSD đi. Đây mọi người bấm chạm tay vào màn hình này và bấm mở biểu đồ. Đó, thì khi chúng ta bấm vào mở biểu đồ thì nó sẽ hiện ra cái giao diện tựa đề cái biểu đồ về tỷ giá của hai cặp tiền EURUSD, tức là euro là đồng đồng tiền của châu Âu, đồng tiền chung của châu Âu, và USD đấy là đồng đô la Mỹ ạ. Đây thì em sẽ lại tiếp tục vào lệnh này, vào một lệnh với cặp tiền này cho mọi người tham khảo. Đây, cặp tiền này có thể là trong thời gian ngắn sắp tới nó sẽ đi lên một chút nữa và em sẽ vào một cái lệnh mua. Chúng ta tiếp tục vào, bấm vào dấu cộng ở đây rồi bấm mua. Đó là tiếp, khi mà chúng ta bấm vào mua đấy, tức là chúng ta đã kỳ vọng là cái thị trường nó sẽ đi lên. Nếu mà cái biểu đồ này nó đi lên đúng như kỳ vọng thì chúng ta lại có lãi, và nếu mà đi xuống thì chúng ta sẽ phải chịu cái mức rủi ro, tức là mức lỗ đấy. Thì ở đây em sẽ lại tiếp tục cài một cái mức chốt lời và chốt lỗ để cho mọi người tham khảo. Chốt lỗ chúng ta sẽ đặt ở phía dưới này. Chốt lỗ chúng ta sẽ đặt ở phía dưới này là khoảng đây, mọi người có thể cái tỷ giá đây này. Đấy là 1,1720. Là mọi người thấy nếu mà giá đi từ đây từ 1.1729 này mà xuống đến 1.1720 này thì chúng ta sẽ phải chịu cái mức lỗ. Mức lỗ ở đây có là mọi người thấy đây là 1.1729 xuống 1.1721. Tức là chúng ta đang lỗ 8 đơn vị, ở đây người ta gọi là pip ạ, 8 đơn vị, em cứ nói đơn giản là đơn vị pip này cho mọi người dễ hình dung nhé. Thì nếu mà cài, đây em sẽ cài cái chốt lỗ ở đây, 1.1721 20 đi. 1.1720, đây, em bấm sửa này, là cái lệnh may chúng ta đã sửa cái chốt lỗ nó xuống phía dưới này. Đây mọi người có thể thấy là chốt lỗ chúng ta đặt ở phía dưới này rồi, và chốt lời thì mọi người có thể đặt ở trên này. Em lại tiếp tục cài mức chốt lời để cho mọi người có thể nhớ được cái cách mà vào lệnh và cách mà đặt chốt lời chốt lỗ nó như thế nào. Tiếp theo chúng ta lại bấm vào đây là cái lịch sử, cái giao diện mà các cái lệnh nó đang chạy ấy. Và chạm vào vuốt sang bên phải, vuốt mọi người vuốt màn hình, vuốt tay này từ bên phải sang bên trái và bấm vào cái bút, hình cái bút này, thì chúng ta sẽ sửa được cái mức chốt lời. Như hôm nay ở đây này, mọi người có thể thấy là chúng ta mua ở mức giá 1.1729 này, mức chốt lỗ là 1.1720, tức là 29 trừ 20 tức là 9 đơn vị pip. Đó, thì chốt lời em có thể đặt nhiều hơn, tức là đặt khoảng 20 đến 30 đơn vị pip ấy. Thì khi mà chúng ta lỗ thì chúng ta chỉ lỗ 9, nhưng mà khi mà chúng ta lời thì chúng ta có thể lời 20 đến 30. Giả sử ở đây là nếu mà lỗ là lỗ 9 đô nhưng có thể lời từ 20 đến 30 đô ấy ạ. Đó, thì chúng ta sẽ đặt cái chốt lời nó xa hơn chốt lỗ. Vì mục đích của hầu hết các hoạt động kinh doanh ấy, nó đều là nếu mà phải chịu rủi ro thì chúng ta sẽ rủi ro thấp, và lợi nhuận thì phải có được lợi nhuận cao thì mới có thể sinh lời được, đúng không ạ? Đấy, em sẽ đặt cái chốt lời nó lại xa hơn một chút. Vậy ở đây là 9 đơn vị thì em có thể đặt đây là TP sẽ là khoảng 20 đến 30 đơn vị pip ạ. 1.1729 thì ở đây em sẽ đặt là 1.1749 ạ, tức là 20 đơn vị pip. Đó, sửa thì tức là cái lệnh này chúng ta đã cài được vào lệnh rồi này, và cài SL, cài TP. Đó, thì nó sẽ hiển thị là cái lệnh đang chạy ở đây là chúng ta đang có lãi là 1.15 đô. Đó, đối với các cái lệnh vào và cài TPSL rồi thì anh chị có thể để cứ anh chị có thể tắt máy đi và có các hoạt động cho gia đình này, hay là đi chơi đi đâu thì tùy ạ. Nhưng mà cứ để đấy thì khi mà giá nó chạm vào cái mức chốt lời hoặc chốt lỗ thì cái lệnh nó sẽ tự đóng. Hoặc là cách hai là nếu mà đối với những người mà giao dịch ngắn ấy, thì chúng ta có thể đóng lệnh luôn. Như ở đây em lại có thể tiếp tục đóng lệnh này cho anh chị hình dung ạ. Đây, đóng ở đây đó, thì chúng ta đã lại tiếp tục có lợi nhuận với cái cặp tiền EURUSD này.
Đấy, anh chị có thể thấy nếu mà đối với những người giao dịch ngắn hạn đấy, thì trong cái thời gian rất là ngắn là chúng ta có thể kiếm được cái lợi nhuận từ đây. Đây là đối với anh chị mới thì em sẽ hướng dẫn một cách rất là kiểu cơ bản đấy, cách giao dịch và cài TPSL. Còn đối với anh chị mà đã giao dịch lâu rồi đấy, thì chúng ta có thể là cài TPSL và nó xa hơn và chúng ta kiên nhẫn hơn, chứ có thể là chưa phải là chốt lời ở mức ngắn như này. Anh chị mà giao dịch lâu thì có thể là chốt lời ở các mức 50 đô, 70 đô, 100 đô hoặc thậm chí là 200 đô cho một lệnh. Tức là khi mà các cái mức chốt lời đây nó phải đến 100 hoặc 200 đô chúng ta chốt cũng được ạ. Cái mức chốt lời này nó phụ thuộc vào cái kỳ vọng chúng ta. Tức là chúng ta kỳ vọng bao nhiêu, chúng ta kỳ vọng cái mức lãi của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta có thể chốt ở bấy nhiêu. Ở đây thì là vì là giao dịch ngắn hạn và trong cái buổi Zoom hôm nay em chỉ mục đích là hướng dẫn cho mọi người cái cách giao dịch ạ. Nên là em chốt lời sớm để mọi người hình dung được là cái cách vào lệnh và cái chốt lời của cái thị trường là như nào. Đó, thì sau 3 lệnh em vào ở đây thì chúng ta đều có được lợi nhuận là khoảng hơn 6 đô này. Và tổng 3 lệnh là chúng ta có lời được khoảng 6 này, 6 và 5 à, 10 gần 18 hơn 18 đô, gần 20 đô. Đó, tiếp theo em sẽ vào một lệnh hướng dẫn một lệnh tiếp theo nữa cho mọi người nhé. Lệnh này chắc là sẽ là lệnh cuối cùng em hướng dẫn mọi người. Chắc là mọi người nhìn qua ba lệnh và cách vào thì chúng ta cũng có thể nhớ được cái quy trình giao dịch đối với cái các cặp tiền này như thế nào rồi, đúng không ạ? Em sẽ vào tiếp theo, em vào một cặp tiền nữa. Cặp đối với đô la thì em sẽ giao dịch với cặp có đồng tiền đô la. Ở đây chúng ta sẽ có ba cặp tiền này, USD, CAD, tức là đồng đô la Mỹ so với đồng đô la Úc. Ở đây là đây em sẽ giao dịch cặp tiền này. Đây, mọi người có thể bấm vào, chạm vào màn hình này, bấm mở biểu đồ. Tiếp tục, chúng ta sẽ hiển thấy được cái biểu đồ của cái cặp tiền đô la Mỹ và đô la Úc, nó hiển thị ở đây. Đó, đây là giao diện tỷ giá của cái hai cặp tiền này. Mọi người khi mà mọi người có thấy cái vòng tròn đấy không ạ? Đó, thì khi mà mọi người chạm vào tay vào màn hình một lần đấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái vòng tròn này. Cái vòng tròn này là cái các cái khung thời gian của một cái cây nến này, tức là khung cứ hết mỗi hết ở đây là H1 này thì cứ hết 1 giờ nó sẽ hiển thị một cái, nó sẽ thay có một cái sự thay đổi tỷ giá, nó sẽ hiển thị bằng một cây nến này. Đó, ở đây thì có thể cái cặp tiền này thì đối với bây giờ chúng ta nếu có kỳ vọng mua hoặc bán, nếu mà mua thì chúng ta tiếp tục buy. Ở đây là vào bấm vào đây này và buy lên. Nếu mà chúng ta kỳ vọng giá đi xuống thì chúng ta lại vào lệnh sell. Thì em tìm hiểu cũng khá lâu về phân tích rồi nên là trong cái thời gian ngắn thì em có thể nhìn và em phản ứng được cái thị trường này. Còn đối với anh chị mà chưa mới tìm hiểu mà chưa rõ được cái cách vào làm sao để biết là buy hay sell ấy, thì anh chị có thể là tự tìm hiểu hoặc là tốt nhất thì là liên hệ với các cái bạn nhân viên của bên em ấy. Các bạn sẽ có gửi cho anh chị các tài liệu để học tập cũng như là có thể là hỗ trợ anh chị các cái tín hiệu trong cái thời điểm mà mình vẫn chưa biết nhiều về thị trường ấy, để có thể giao dịch theo các tín hiệu bên em thì để có được lợi nhuận, và nó sẽ dễ dàng hơn là cái việc mà chúng ta tự tìm hiểu thì sẽ mất rất nhiều thời gian và cái rủi ro của chúng ta cũng sẽ là cao hơn. Đây là biểu đồ của cặp USD CAD. Nếu mà chúng ta muốn buy, tức là mua lên và chúng ta kỳ vọng đi lên, chúng ta mua lên thì lại tiếp tục bấm vào dấu cộng ở đây. Nếu mà chúng ta kỳ vọng đi xuống thì chúng ta sẽ sell và cài các cái mức chốt lời chốt lỗ ở trên hoặc ở dưới như này. Thế đối với một cặp tiền khác là như kiểu là USD CHF, tức là đô la Úc, đô la Mỹ so với đồng CHF, tức là đồng của Thụy Sĩ ạ, đồng tiền của Thụy Sĩ. Nếu mà mọi người muốn giao dịch cặp tiền này chẳng hạn thì cũng tiếp tục chạm tay vào màn hình này. Ở đây là vì là em đang dùng giả lập trên máy tính nên là nó sẽ hiển thị con chuột như này. Còn nó đối với chiếc điện thoại thì chắc là anh chị sẽ không thấy gì cả. Anh chị chạm tay vào màn hình một lần này, chạm vào này, rồi bấm mở biểu đồ. Mở biểu đồ ở đây là để xem là cái cặp tiền này, cái nó đang đi như nào, cái tỷ giá của nó đang như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy này, cái tỷ giá của cặp USD CHF đang là 0,9235, tức là cái sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với đô la Úc, tức là đồng đô la Mỹ nó chỉ bằng 0, đồng tức là bằng chưa bằng một lần đồng đô la Úc này, à, đồng Thụy Sĩ này. Đó thì nó thể hiện là cái đồng Thụy Sĩ đang mạnh hơn, tức là cái giá trị của nó cao hơn so với đồng đô la Mỹ ấy. Đối với cái cặp tiền này thì
theo như em nhận định thì có thể nó sẽ tăng nhẹ lên một chút như phía trên này nữa đó, thì em lại tiếp tục vào một lệnh để cho mọi người tham khảo nhé. Chúng ta lại tiếp tục bấm vào dấu cộng ở đây này để mở lệnh mới này. Đấy. Chúng ta mua lên, kỳ vọng đi lên, chúng ta sẽ mua lên với cặp tiền này. Thì ở đây là khối lượng này, khối lượng thì đối với anh chị mới mà giao dịch demo ấy thì anh chị có thể vào không vào tùy chọn được, bởi vì nó là tài khoản không mất tiền, nó tài khoản miễn phí để thử nghiệm đấy, nên là anh chị cứ vào tự nhiên theo cái các con số ở đây để anh chị dễ hình dung vào cái mức chốt lời chốt lỗ như nào, hoặc là anh chị muốn hiểu sâu hơn về cái khối lượng ở đây thì anh chị có thể liên hệ với các bạn nhân viên bên em để các bạn ấy gửi tài liệu và hướng dẫn anh chị về hiểu rõ hơn về các cái thông số này như thế nào đó. Thì đối với cặp tiền này em sẽ tiếp tục kỳ vọng nó đi lên, thì em lại vào một lệnh mua ở đây. Nếu mà khi chúng ta mua giá đi lên thì có lãi, và nếu giá đi xuống thì chúng ta phải chịu lỗ đó, nó đơn giản như vậy thôi ạ. Em sẽ mua lên một cặp tiền này, mua ở đây đó. Thì đây, em quay lại biểu đồ đó, thì chúng ta đã mua ở cái cột mốc này này, cột mốc giá là 0.9234 này. Nếu mà giá đi lên thì có lãi mọi người nhé, còn đi xuống thì chúng ta phải chịu lỗ. Và tiếp tục chúng ta sẽ có thể tiếp tục cài chốt lời và chốt lỗ với cặp tiền này. Cài thì cũng tương tự như mãi nữa, chúng ta vuốt chuột sang bên phải này và bấm vào cái hình cái bút này, và tiếp tục mọi người có thể cài. Ở đây là chốt lỗ này, mọi người nhớ nhé, cái ô thứ nhất tức là ô chốt lỗ, tức là cái mọi người bấm vào đây là cái giá, mà cái tỷ giá mà khi mà chạm đến đấy chúng ta sẽ phải chịu rủi ro, tức là mất tiền đấy. Còn ở đây phía sau này là chốt lời, tức là chọn cái tỷ giá mà khi cái biểu đồ nó chạm đến cái mức này thì chúng ta sẽ có lời đó. Và mọi người bấm sửa ở đây thì là sẽ hoàn thành cái lệnh vừa vào. Và khi mọi người đã cài chốt lỗ và chốt lời thì chúng ta có thể tắt cái phần mềm này đi và cứ kệ cho nó tự chạy ạ. Khi nào nó chạm một trong hai thì nó sẽ tự đóng ạ. Ở đây thì em sẽ thử đóng luôn để cho mọi người hình dung được. Ở đây là đang cái cặp tiền là đang âm, là đang lỗ là 3.79 đô này. Thì em không cài chốt lời chốt lỗ nữa mà em đóng luôn để cho mọi người hình dung là cái tiền lệnh nó hoạt động như nào đấy. Thì nếu mà mọi người cài chốt lời chốt lỗ, khi mà giá nó chạm thì nó sẽ tự đóng, hoặc là chúng ta phải đóng trước, tức là khi chúng ta thấy lỗ và chúng ta nghĩ rằng nó có thể lỗ nhiều hơn ấy, chúng ta đóng trước, hoặc là chúng ta thấy lãi mà chúng ta nghĩ là đây là mức lãi cao nhất rồi, chúng ta cũng thể đóng luôn, tức là đóng trước cái kỳ vọng ban đầu, là cái mức chốt lời chốt lỗ ban đầu chúng ta đề ra ấy, để bảo toàn được cái số vốn của mình đó. Thì em sẽ bấm vào đây là lịch sử, phần lịch sử giao dịch này, thì mọi người có thể thấy này, đây ở đây có ba lệnh, bốn lệnh này chúng ta đã vừa vào này. Thì ba lệnh đầu là chúng ta đã có lời 6 đô này, 6 đô, 5 đô. Còn lệnh tiếp, lệnh sau thì chúng ta đóng sớm này và cũng đã có phải chịu cái rủi ro đấy là mất 4 đô. Đó. Thì nhưng nếu mà mọi người mà tìm hiểu lâu và mọi người có sự đủ hiểu cái thị trường này ấy, thì mọi người có thể hoàn toàn có thể là có được nhiều cái lệnh chốt lời hơn là lệnh chốt lỗ, thì chúng ta sẽ có được lợi nhuận từ đó. Thì mọi người có thể thấy như ở đây là chúng ta đã có 3 lệnh chốt lời này và chỉ có một lệnh chốt lỗ thôi. Là chúng ta đã, trong một thời gian ngắn rồi chúng ta đã có thể kiếm được ở đây là khoảng 15 đô đối với 4 lệnh này đó, thì nó cũng khá là nhanh, nó khá là nhanh đối với nếu mà anh chị mà tìm hiểu lâu ấy và hiểu được cái về cái thị trường này rồi, thì và có đủ cái sự bình tĩnh đối với cái thị trường này và cái sự hiểu biết ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể kiếm được có những cái lệnh lời nhiều hơn lệnh lỗ như này đó. Về cơ bản thì cái phần mềm giao dịch này nó chỉ có các cái phần chính này thôi ạ. Đó. Em xin nhắc lại một lần nữa về cái giao diện của cái phần mềm này. Thứ nhất đấy là giao diện của các cặp tiền. Các cặp tiền đây này. À, đó. Thì mọi người muốn chọn cặp tiền nào. Giả sử bên em khi mà bên em cho một cái tín hiệu là bán xuống đối với cặp GBP Japan Yen này. Thường thì hàng ngày bên em sẽ có tín hiệu gửi đến mọi người tham khảo đấy ạ. Khi mà giả sử mọi người đọc được tín hiệu bên em là bán xuống với cặp GBP Japan Yen này, mọi người có thể vào đây đó, bấm mở biểu đồ và bấm vào dấu cộng ở đây là để mở lệnh giao dịch. Và anh chị nếu chưa biết ấy, thì anh chị có thể là gõ các cái mức TP và mức SL này như bên em có gửi cho mọi người tham khảo đấy, và anh chị bấm vào buy hoặc sell theo cái lệnh mà bên em gửi, rồi cứ để đấy là nó chạy thôi.
khi mà lệnh đã chạy thì nó sẽ hiển thị ở đây. Là như lúc nãy chúng ta có thể thấy đấy, là các cái lệnh đang chạy sẽ hiển thị ở đây. Còn tiếp theo là phần lịch sử giao dịch thì sẽ hiển thị ở đây. Đó, cái phần mềm này về cơ bản nó cũng sẽ chỉ có đơn giản như vậy đó. Có 4 mục chính là các cặp tiền giao dịch này, biểu đồ thể hiện tỷ giá các cặp tiền này, lịch cái hiển thị các cái cặp tiền đang giao dịch và các cái lịch sử của các cái lệnh đã hoàn thành. Đó, ở đây thì mọi người có thể thấy các cái thông số ở đây, số dư này nó hiển thị là số dư, tức là cái số tiền mà chúng ta ở đây là tài khoản demo, tức là tài khoản thử nghiệm thì nó có sẵn là 25.000 đô. Còn đâu đối với khi mà chúng ta mà nạp tiền giao dịch ấy, thì nó sẽ hiển thị cái số tiền chúng ta nạp vào đây. Đó, về cơ bản thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Đó, cũng khá là đơn giản. Mọi người có thể chỉ cần mất khoảng 1 ngày đến 2 ngày mọi người tìm hiểu là có thể thông thạo được cái phần mềm giao dịch này. Còn về phần tín hiệu thì có thể là mọi người tham khảo theo như bên em cung cấp cho mọi người ạ. Đó, về cơ bản thì cái phần mềm giao dịch chỉ có vậy thôi ạ. Em xin kết thúc cái phần hướng dẫn giao dịch trên phần mềm MT4 tại đây. Phần mềm MT4 và phần mềm MT5 thì giao diện của nó cũng hoàn toàn như nhau. Nên là nếu mọi người có giao dịch trên phần mềm MT5 thì mọi cái cơ bản nó cũng sẽ giống với phần mềm MT4 này. Và lúc nãy mọi người có thể thấy ở trên khung chat đấy ạ, là cái cách phần cài phần mềm thì bên em cũng có gửi trên khung chat rồi. Mọi người tí nữa mọi người có thể, hoặc là ngay bây giờ mọi người có thể cài phần mềm và giao dịch thử ngay tại ở đó. Đây là cái phiên bản thử nghiệm nên nó hoàn toàn miễn phí, mọi người có thể thử thoải mái và cũng không lo rủi ro về vốn. Em xin kết thúc cái phần hướng dẫn giao dịch trên MT4 tại đây ạ. Sau đây em xin nhường mic lại cho chị Thủy và tiếp tục buổi Zoom ngày hôm nay. Okay, chào Mr. Quang, cảm ơn Mr. Quang đã chia sẻ cái cách chi giao dịch ở trên phần mềm MT4. Thì vừa rồi thì các anh chị đã thấy là bạn Quang có hỗ trợ cho các anh chị là cái cách giao dịch ở trên phiên bản trên điện thoại. Thì về cơ bản là với Android với lại là iOS thì nó cũng lá như nhau thôi anh chị ạ. Nếu trong trường hợp mà anh chị sử dụng mà có cái gặp cái sự cố gì khó khăn, rằng là anh không vẫn chưa hiểu là cái cách đặt lệnh như thế nào, chốt lời ở đâu, chốt lỗ ở đâu, thì anh chị có thể vui lòng liên hệ với nhân viên ở bên em, những cái nhân viên, những các bạn mà đưa cho anh chị vào Zoom này ạ, thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Và ở đây thì các anh chị đã thấy là bên em hôm nay hoàn toàn dạy là thứ nhất là free hoàn toàn, thứ hai là bên em sẽ định hình luôn cho khách hàng hiểu là cái thị trường này có những cái mánh khóe nào có thể được đầu tư được. Ví dụ như là anh Bình đã chia sẻ với mọi người rằng có thể là sử dụng copy trade thì không phải là mình theo một người nào đấy đâu ạ, mà khi mà mình lên cái vào quyết định vào cái sàn nào đầu tư, cái sàn đấy mà có cái top người nào giao dịch giỏi, người ta đứng với top đầu thì mình có thể theo dõi họ ok rồi thì mình có thể là copy, đấy là tùy theo mọi người. Nhưng mà chúng ta hãy chú ý là một số các sàn thì sẽ rất là nhiều sàn, là ví dụ như là đa cấp trá hình này, hai là họ sẽ là scam lừa đảo rất là nhiều. Nên là buổi chia sẻ ngày hôm nay bọn em chỉ hướng đến cho anh chị cách là làm sao là mình tỉnh táo, mình minh mẫn rằng là trên thị trường này có những cái cách kiếm tiền như thế nào để tránh được những cái vùng lừa. Ví dụ như là đầu tiên anh Bình cũng có nói luôn với cả nhà rằng chúng ta không nên đưa tiền cho một người nào đấy để đầu tư, không đưa cho họ để hàng tháng họ trả lãi cho trả lợi nhuận cho chúng ta. Chúng ta không làm thế, chúng ta chỉ tin vào một là ngân hàng, đấy là một tổ chức tín dụng khá là tin tưởng. Hai là nếu chúng ta có đầu tư cái gì thì tên của cũng phải đứng tên của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ đi mua bất động sản thì anh chị phải có đứng tên sổ đỏ là bìa đỏ của tên anh chị, đấy mới là tài sản của anh chị. Còn anh chị đừng có dại gì mà đứng tên một người khác, đúng không ạ? Với đầu tư trên lĩnh vực này cũng như vậy. Trước khi đây là chúng ta đang tìm hiểu thì chúng ta sẽ sử dụng trên phiên bản demo, là phiên bản là dùng thử miễn phí để khách hàng tìm hiểu về thị trường. Có khách hàng thì sẽ cảm thấy là rất là phù hợp và rất là thích thì họ sẽ bắt đầu tiến hành đầu tư. Và khi đầu tư thì anh chị chú ý là trong quá trình mở tài khoản ấy thì luôn sử dụng là ảnh chứng minh nhân dân của các anh chị, và rút tiền cũng bằng chính tài khoản, bằng chính chủ của anh chị, và sẽ không có một bên thứ ba là có thể rút được tiền cho anh chị đâu. Họ cũng ra cái điều kiện rất là nghiêm ngặt giống như ở bên bank đấy các anh chị ạ. Còn đối với các khách hàng mà cảm thấy là thị trường này quá là rủi ro mà mình cảm thấy không phù hợp thì anh chị cũng có thể là dừng lại ở trong chế độ là phiên bản demo thôi, tức là cái phiên bản dùng thử để giúp cho mình có thể là tìm hiểu hoặc là thay cho là một cái trò chơi
giải trí trong những cái ngày mà mình nghỉ dịch, đúng không ạ? Đấy là những cái quan điểm của em. Thì ở đây thì bên em vẫn nhấn mạnh lại rằng là bên em làm từ 2012 đến giờ là được hơn 9 năm, chuẩn bị bước sang năm thứ 10. Thì bên em cũng rất là uy tín về lĩnh vực là hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng mang tính chất truyền thống, không hề đa cấp và không hề hỗ trợ cho tất cả các khách hàng mang tính chất lừa đảo gì ạ. Bên em thì hỗ trợ chủ yếu cho các khách hàng về ví dụ như tín hiệu, tức là những cái mà để hỗ trợ cho khách hàng có cảm giác tự tin hơn trong quá trình giao dịch. Đấy chính là một là tín hiệu, tức là bên em đưa ra cái tín hiệu là các anh chị nên mua cái cặp này, nên sell cái cặp này. Đấy, chốt lời ở đây, chốt lỗ ở đây, các anh chị có thể theo dõi xem, hoặc các anh chị có thể là giao dịch theo dựa trên cái phiên bản demo để các anh chị xem đánh giá theo cái tín hiệu bên em thế nào. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là bên em có một cấp một cái dịch vụ nữa là hỗ trợ cho khách hàng cũng sử dụng các cái công cụ, và công cụ này cũng là free, là do phòng code ở bên em code ra nhằm mục đích hỗ trợ cho tất cả các khách hàng có thể là tự tin khi mà vào lệnh, bởi vì có một số khách hàng không biết là mình nên đặt lệnh mua hay là mình nên đặt lệnh bán. Trong khi đó thì bên công cụ bên em nó sẽ khi mà cài vào phần mềm thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là nó sẽ báo cho anh chị là điểm này lên mua, điểm này lên bán và chốt lời chốt lỗ ở đâu. Bên em có các cái dịch vụ như thế, tức là hỗ trợ hoàn toàn cho khách hàng free đấy ạ. Cái thứ ba nữa là nếu mà trong trường hợp anh chị sử dụng cái dịch vụ CopyJay thì em đã nói rồi, anh chị giao dịch ở sàn nào, sàn đấy có người nào giao dịch tốt thì anh chị có thể copy theo, và vẫn chú ý đến cái phần phí, ví dụ như họ thu phí là 10% hay là 20% hay là 30%. Nhưng em thấy là ở cái mức phí hợp lý thì chúng ta lên từ 30% đổ lại thôi. Tức là mức phí đấy là cái mức phí anh chị sẽ phải chi trả cho cái người mà cho anh chị copy. Đấy. Và cái dịch vụ thứ ba nữa là bên em có cung cấp về robot. Robot thì bên em sẽ lập trình sẵn ra và nó sẽ tự động giao dịch. Anh chị có thể là rất là đam mê và yêu thích cái kênh đầu tư này, nhưng mà có thể là vì lý do thời gian anh chị rất là bận phải điều hành công ty, hoặc là một cái công việc nào đấy mà khiến cho anh chị không thường xuyên để ngồi máy để có thể giao dịch tay được, giao dịch thủ công được, thì lúc đấy anh chị có thể là nhờ bên em để cài phiên bản robot. Và khi mà cài phiên bản robot vào thì robot sẽ hỗ trợ cho anh chị là tự đặt lệnh khi có điểm vào đẹp, tự động chốt lời, tự động chốt lỗ. Nó tự động chốt lệnh và tự động đặt lệnh giống như bạn Quang vừa đấy đặt đấy ạ. Tức là nó sẽ tự động nhận tín hiệu, sau đó là tự động đặt lệnh, tự động chốt lệnh ạ. Và tất nhiên sẽ có lệnh lời và lệnh lỗ. Tổng quan lại thì cái lợi nhuận thì nó sẽ không được nhiều, thế nhưng mà nó sẽ đều đều ạ. Ví dụ như là với cái tài khoản 5.000 đô một ngày thì bình quân thì nó rơi tầm từ 60 đô, lời được 60 đô cho đến khoảng tầm hơn 100 đô thôi chứ không nhiều. Đấy, nhưng mà nếu mà giao dịch tay thì được rất là nhiều, đổi lại thì cũng phải có kiến thức thì chúng ta mới giao dịch được tay nó mới ổn. Không thì giao dịch tay thì nó cũng sẽ có rủi ro. Bởi vì anh chị em mình cũng biết rằng là nếu mà đầu tư bất cứ một kênh đầu tư nào thì đều có cái sự rủi ro, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Bởi vì kể cả kinh doanh truyền thống chúng ta đầu tư về chứng khoán cũng thế, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhận định xu hướng là cái cổ phiếu, mã cổ phiếu đấy tăng giá và chúng ta đã quyết định mua, đấy khi nào nó giảm thì chúng ta đành phải chấp nhận nó thôi, chứ không phải được gọi là lừa đảo được. Còn nếu mà tất nhiên ở ngoài kia cũng sẽ có rất nhiều các anh chị gặp phải những cái đội đa cấp, hoặc gặp phải những cái đội mà họ lừa mang tính chất là không có tâm. Đấy thì thực ra là cái điều đấy là rất là thất đức, nó cũng không hay một chút nào. Nhưng mà em rất là mong muốn là các anh chị luôn tìm được những cái đội mà mang tính chất là họ tư vấn truyền thống và tư vấn uy tín, để các anh chị có thể là nhờ hỏi, kể cả các anh chị có thể giao dịch ở các sàn khác cũng được. Thế nhưng mà khi mà đến hỏi đến nhân viên bên em thì các anh chị giao dịch bất cứ sàn nào, các bạn cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị rằng khi mà anh chị gặp khó khăn, ví dụ như là bên sàn này anh chị gặp sự cố là không rút được tiền, hoặc là anh đang bị treo lệnh âm quá nhiều mà không biết phải giải quyết thế nào, hoặc anh đang định giao dịch cặp tiền này nhưng mà không biết là lên chốt lời chốt lỗ ở đâu, anh chị có thể là liên hệ với nhân viên ở bên em để có thể hỗ trợ toàn quốc ạ. Tại vì bây giờ hiện tại dịch thế là có thể là một số các khách hàng sẽ không lên được văn phòng, nhưng hiện tại thì sau khi hết dịch thì các anh chị có thể là lên văn phòng thoải mái, bởi vì bên em hiện tại đang có 10 văn phòng ở toàn quốc. Trong đó thì có ở tất cả các chi nhánh ở tỉnh thành ở miền Bắc khá là nhiều, nguyên ở Hà Nội là bên em có 5 chi nhánh. Thế nên là bất cứ lúc nào anh chị cần lên văn phòng nào thì anh chị có thể liên hệ với nhân viên trực tiếp của anh chị, để các bạn có thể là mời anh chị lên văn phòng và hướng dẫn cho anh chị cách phân tích chi tiết. Bởi vì khi mà chỉ bắt tay chỉ việc một một thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc là anh chị học qua Zoom như này. Và buổi Zoom ngày hôm nay thì là bên em đã dạy cho các anh chị cái cách đặt lệnh mua bán như vậy rồi, chốt lời chốt lỗ bọn em cũng dạy luôn. Bởi vì một số các bên khác thì họ không bao giờ dạy chốt lời chốt lỗ, bởi vì cái chốt lời chốt lỗ thực ra nó rất quan trọng, nó giúp cho khách hàng bảo quản tài khoản. Nếu mà không hướng dẫn cho khách hàng thì nó rất là rủi ro và nguy hiểm cho tài khoản của khách hàng.
nên làm. Hôm nay thì bên em đã dạy hết cho anh chị rồi. Buổi Zoom tuần sau là vào thứ năm tuần sau thì bên em sẽ dạy về cái cách phân tích kỹ thuật, ví dụ như là dành cho một số các khách hàng mà đang giao dịch, hoặc là ví dụ như giao dịch là không may bị thua lỗ, hoặc là giao dịch mà nhưng mà muốn là tìm hiểu sâu để muốn là phân tích kỹ thuật là chi tiết như nào, tại sao bạn Quang lại ra ba chiến lược, lại lời được hết cả ba chiến lược đấy, là bạn ấy là một kỹ thuật viên, và đã là một kỹ thuật viên thì bạn ấy sẽ biết cách là phân tích xu hướng tăng như nào, xu hướng giảm như nào, bạn ấy sẽ biết hết. Và cái cách này thì bên em sẽ dạy cho các anh chị vào buổi thứ năm tuần sau. Buổi thứ năm tuần sau thì sẽ gộp nhiều các khách hàng ở tất cả các khóa trước, bên em sẽ gộp lại để đào tạo vào buổi thứ năm tuần tới. Và thứ năm tuần tới thì bên em cũng rất là mong là nếu cho anh chị nào trong đây muốn nhân viên BT Group ở bên em hỗ trợ thì anh chị vui lòng liên hệ với các bạn ý để được đào tạo học buổi tiếp theo ở trong tuần tới về cách phân tích kỹ thuật. Thì cái công cụ mà được dạy trong tuần tới thì bên em sẽ báo cho anh chị vào thứ tư tuần tới, tức là trước một ngày, để anh chị biết là anh chị sẽ học được cái gì ở trong cái buổi học đấy và nội dung cụ thể như thế nào, thì các bạn nhân viên sẽ đưa đến cho anh chị. Thì buổi Zoom ngày hôm nay thì hiện tại thì cũng là 10 rưỡi rồi, thì bây giờ bên em cũng xin phép để kết thúc buổi Zoom lại ngày hôm nay ở đây. Rất mong là các anh chị có cái gì thiếu sót trong cái quá trình mà Zoom, nhất là cái sự cố bắt đầu buổi Zoom ngày hôm nay thì cũng có một số các cái chuyện không ngoài ý muốn. Thì em rất là mong là các anh chị là bỏ qua và chúng ta sẽ chuẩn bị cái buổi học tiếp theo vào thứ năm tuần tới để củng cố thêm kiến thức cho mình. Còn nếu mà bất cứ anh chị nào mà có cái nhu cầu hỏi thêm cái dịch vụ gì, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để có thể là một là có thể chat trực tiếp với các kỹ thuật viên ở bên em hoặc chat trực tiếp với em, hai là cũng có thể là nhờ các kỹ thuật viên, các bạn nhân viên đấy là các bạn đi hỗ trợ cho anh chị. Thì bây giờ cũng muộn rồi thì em xin kết thúc buổi Zoom ở đây. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ.